Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà. Quan âm tịnh thất Đức Trọng Lâm Đồng cũng như đang online trực tiếp ở trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày mùng 2 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Hiện giờ là 9 giờ đúng sáng giờ Việt Nam, ở Giáng Nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, từ khi dịch bệnh đến hôm nay thì hôm nay là cái chủ nhật cộng tu thứ hai. Hai chủ nhật đã qua, thì chủ nhật trước thì giỗ của ba thầy Nhuận Minh, cũng có quý Phật tử phát tâm cúng dường phóng sanh trai phạn. Thì chủ nhật này cũng có gia đình của cô Hồng Hạnh cúng phóng sanh hồi hướng kỳ siêu cho hương linh Châu Thị Dẫu, pháp danh Diệu Âm Diệu Ngộ, hưởng thọ 85 tuổi. Ngưỡng nguyện chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, nhờ Phật lực pháp lực công đức chú nguyện của chư Tăng Lực hồi hướng cho hương linh Châu Thị Dẫu, pháp danh Diệu Ngộ, sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay Giác Ngàn lên chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ống Quang về cái việc người đó và gia đình đó làm điều thiện thì trăm điều lành đem đến. Người đó, nhà đó, hay gọi là xã hội đó, đất nước đó, mà làm những điều ác thì trăm điều tai ương giáng xuống.
Thực ra bọn phàm phu chúng ta minh định giữa việc thiện và ác, nhiều lúc mình nhận định và minh định nó chưa có thấu triệt được. Chỉ có Phật, Ngài là bậc toàn trí, toàn giác, cho nên Ngài mới nhìn thấu triệt được cái gì là thiện, cái gì là ác. Vì vậy cho nên bọn phàm phu chúng ta phải nương lời dạy của Phật, của Tổ, thì chúng ta sẽ làm nó đúng. Còn không thì lấy cái phàm tình mà suy lường những việc thiện ác, đôi khi nó không chúng. Rồi khi mình suy lường không ra, mình thấy nhân quả thông ba đời, sao người này làm ác mà người ta được hưởng bổng lộc phước báu, họ đang hưởng những sự giàu sang, và người kia làm thiện vì sao mà họ lại chịu bị những cái đắng cay khổ nhục, gia đình tuyệt tự, làm ăn không thành đạt, bèn không tin nhân quả. Thì số lượng người này khá nhiều trong cuộc sống, cho nên mình phải nương nơi cái thánh trí của Phật Bồ Tát, của Tổ sư đi trước, thì mình nhận định và mình làm theo đó thì yên tâm. Còn không mình lấy cái phàm tình mà suy lường thánh trí và hiểu nhân quả không thông suốt được. Đời trước của mình không biết mình là ai, mình làm gì. Rồi đời này khi thọ quả khổ, mình than trời trách đất, mình không có biết quả khổ đời trước mình làm nhân khổ, nhân ác. Không thấy cho nên đâu nghĩ rằng là mình đã tạo nhân khổ. Rõ ràng đời trước đâu thấy đâu. Cũng có thể là đời này làm rồi mình quên cũng có nữa. Bây giờ suy nghĩ lại, nhiều lúc quên. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ để nói làm sao để mình thoát khổ được. Khổ nhân đã gieo rồi, khổ quả chắc chắn là phải gặp thôi, không sớm thì muộn. Nhưng mà đừng có để khổ tâm. Cái chỗ này phải hiểu cho thấu triệt. Mà muốn không để cho nó khổ tâm thì phải đem cái tâm phàm phu của mình gieo vào biển giác của Phật, tức thì đứt lìa cái sự khổ tâm ngay trong thời gian, nếu ai dụng công khéo. Nếu đem cái tâm phàm phu nghiệp chướng đầy bụng dạ, khổ kêu trời không thấu, để vào cái biển giác của thần chú Đại Bi Tâm Đà La Ni, dám bảo đảm chưa tới 3 tháng khổ tâm đã lắng dịu rồi, khổ thân nó sẽ từ từ mất đi. Đồng ý chỗ nào? Nếu khổ thân chưa gì hết, hoặc khổ thân đến, một khổ tâm nó càng gấp trăm ngàn lần với khổ thân, than trời trách đất, trách người không trách mình, không trách mình tạo nhân khổ để gặp quả khổ, mà kêu người khác mang quả khổ đến cho mình. Đây là lũ si dại của chúng ta. Chỗ này sáng hôm nay chúng tôi nhìn vô thấu đáo ở chỗ này. Sao có những người họ đang ăn xin, họ ở bên ngoài chợ, ngồi dưới đống sình hôi thối, họ vẫn bình thản. Sáng đi xin, chiều về rửa ráy xong rồi, có nhiều người họ nhậu nhẹt, họ coi xin đê đồ, họ cục giò chở họ đến đó, họ nằm họ lăn, họ nói họ khổ quá, nhưng mà họ về họ thấy bình thường. Cái đó là quen với khổ rồi. Mình chưa đến nỗi như vậy. Ấn Tổ nghe nói nhìn xuống thấy người ta khổ hơn mình, nhưng không có biết rằng là cái khổ đó mình còn may mắn. Nhìn lên mình không bằng ai. Cho nên cái việc là Phật Pháp giúp cho chúng ta không còn khổ tâm. Không còn khổ tâm thì khổ thân này không thành vấn đề. Được không? Không thành vấn đề. Có cái ông đó, ông vô tù ông ngồi, ông viết thư ra, ông nói với Ấn Tổ ông quá khổ. Ấn Tổ nói như vậy ông nghĩ rằng ông ở ngoài tù là ông không khổ. Người biết vui theo mạng trời và bằng lòng với những gì sẵn có. Ông vô trong tù ông ngồi đó là cơ hội, ông bế quan nhập thất. Tôi mong như vậy mà không được nữa.
Trời ơi, thư từ gửi đến tới tấp đủ chuyện hết trơn. Tôi đã kêu đừng gửi thư đến, vài bữa đi Đông Tây Nam Bắc, đi không có chỗ trụ để khỏi người ta làm việc. Ông ngồi trong đó sung sướng quá trời luôn rồi, người ta bưng cơm đến cho ông ăn, ông niệm Phật có thử coi là ông chứng đắc liền, ông thanh tịnh. Vậy mà khổ cái gì? Cuối cùng ngài nhìn ra cái người tù không khổ đang nhập thất. Cho nên nói nhìn cho thấu triệt khổ sướng vui buồn hạnh phúc hay không, từ nơi tâm ta mà luận, đúng không? Từ nơi tâm ta mà luận. Người vô tù người ta khổ muốn chết luôn, bởi vì người ta nhớ nhà, người ta không bằng lòng cái chuyện họ làm sai trái. Còn người đã chấp nhận, cái ông này ông nghe, cái ông chấp nhận, ông hoan hỷ, ông ngồi trong đó ông niệm Phật, ông kêu trời ơi cảm ơn cái tù này ghê gớm luôn, cảm ơn mấy cái ông bắt tôi vô tù quá, chưa khi nào có cơ hội mà ngồi niệm Phật như vậy. Khổ sướng do tâm tạo. Chỗ này mình hôm nay mình phải giải quyết dứt điểm chỗ này, nhìn nhận ra vấn đề rồi chịu làm hay không thôi, làm là có hiệu quả. Cuộc đời của tổ sư Ấn Quang, ngài biết chúng sanh đang trong cõi ngũ trược ác thế này khổ không nói nên lời, cho nên ngài nói là ngài hàng ngày niệm Phật và trì thần chú đại bi để làm công khóa tự lợi lợi người. Vì sao tổ sư Ấn Quang đề xướng pháp môn tịnh độ cho người vãng sanh Tây Phương rồi còn phải trì thêm thần chú đại bi, niệm thêm danh hiệu Quan Âm, có phải sang tạp không? Không. Sang tạp là gì? Là môn này xen lẫn với môn kia, niệm Phật lẫn lộn trì chú, không biết tin niệm Phật vãng sanh là gốc, rồi niệm Quan Âm trì đại bi, rồi tụng nhiều kinh vô lượng thọ cũng tụng, Pháp Hoa cũng tụng, Niết Bàn cũng tụng, và Lăng Nghiêm cũng trì thần chú Lăng Nghiêm, coi như làm lộn xộn sự ngầu, không môn nào ra môn nào, không môn nào làm chủ, không môn nào là khách hết, không môn nào là chánh, không môn nào là trợ, thì đây gọi là sen tạp. Hiểu hiểu thấu hiểu cái chỗ này. Có ai mà niệm một câu Phật hiệu hồng danh A-di-đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc có không? Có. Bậc này là bậc thượng căn thượng trí, ngài Hải Hiền làm được. Còn bọn phàm phu chúng ta là dễ sanh ra nhàm chán. Nhiều lúc công phu kém, gặp những cái việc khổ đau, gặp những cái việc trắc trở đến, niệm Phật không trôi, thấy câu niệm Phật không kiến hiệu, bèn sanh bỏ. Đó là chuyện phàm phu chúng ta thường gặp luôn. Rồi sanh ra chán nản, rồi lười nhác, nghe nói. Nếu không phải là bậc thượng căn thượng trí mà một pháp mà để hành trì, thì hầu như là sanh ra nhàm chán và lười nhác hết. Hiểu chỗ này. Cho nên thần chú đại bi ngài trì tụng, bởi vì cái bi nguyện của Bồ Tát Thiên Thủ và Bồ Tát Quan Thế Âm có duyên trong cõi này, cho nên ngài cứu độ chúng ta rất nhanh, và cái sự gia trì để mà thoát khổ rất lẹ làng. Dĩ nhiên niệm Phật cũng được, nhưng mà thời gian và căn lành chúng ta không đủ sức để mà đi vào cái tâm pháp này, thì nhiều lúc chúng ta thối chuyển chịu nổi. Cho nên ngài nói lúc trước tôi không trì thần chú đại bi, nhưng hôm nay tôi trì thần chú đại bi là có cái người đó bị bệnh, tôi trì có 3 biến thôi, gửi về cho họ, họ uống vào nước cho hương đại bi họ hết bệnh. Từ lúc đó rồi người ta gửi bình tới, gửi nhiều cái phương tiện đến để xin, thì ngài trì trong nước, trong gạo, trong tro. Thì cái việc này từ khi tỉnh thoát Quan Âm bắt đầu vâng theo lời của tổ sư Ấn Quang trì thần chú đại bi, hơn một năm nay chúng tôi thấy có sự thay đổi lạ kỳ. Quý vị thấy thay đổi không ạ? Thay đổi. Và cái thay đổi mà vừa rồi đây là cái sự thay đổi bên ngoài, vì dịch bệnh đóng cửa chùa gần 2 tháng. Thế mà đại chúng trong này vẫn an định bình yên. Hầu như những công ty lớn đều phá sản, đều phải cho công nhân nghỉ, mà riêng công nhân này vẫn an ổn trong này, không nghỉ. Từ lúc đó chúng tôi đề xướng là trì một ngày 108 biến. Ở trong này ai trì một ngày 108 biến giơ tay ạ? À? Có một vài người. Có một cái cô đó, cô ở Sài Gòn, cô nói mùa dịch cô trì 200 biến mỗi ngày. 108 thì một năm rưỡi nay cô đã trì tụng rồi. Ở đây ai trì 75 biến giống như Ấn Tổ nói giơ tay lên. Ít quá chừng 50 biến. Có.
25. 7. Không biết nào. Đó, có cô kia giơ tay không biết nào. Hôm nay chúng ta nói điều này bởi vì có một vài thầy phản bác cái chuyện trì chú. Ngài nói rằng là thần chú Đại Bi có duyên với chúng sanh vô tận. Ngài đem cái bi tâm của Ngài, đó là ngàn tay ngàn mắt, thần lực bất khả tư nghì, gia trì gia hộ cho chúng sanh. Ai thành tâm trì thần chú Đại Bi, tâm người này sẽ bớt khổ và từ từ hết khổ. Thì cái khổ bên ngoài, bệnh hoạn, đói thiếu và nhiều cái việc trắc trở, nó không làm cho tâm người đó bị xáo trộn đau khổ. Quý vị tin chỗ này không? Cái quả khổ vẫn có đó, do cái nhân đó là tham và sanh ra trộm cắp là nhân khổ. Bây giờ phải gặt cái quả khổ đó là thiếu thốn bần cùng, làm ăn thất thoát, bị người ta giật, rồi bị ăn cắp do đi câu cá. Nhớ ai không? Nhớ ai không? Dù tỉnh ý công. Ai trong này coi cái phim đó rồi giơ tay lên coi. Con số người chưa coi. Đi câu cá để dành 5 lượng bạc ở trong nhà. Ăn trộm nó cậy học nó lấy hết 50 lượng. 50 lượng là 50 cây vàng. Nhiều tiền để dành mười mấy 20 năm. Vì sao mình bị người ta mất lấy của mình vậy? Vì sao mình bị trộm cắp rồi nước trôi rồi lửa cháy vậy? Nước cuốn lửa cháy là bị lý do gì? Trong mạng mình bắt đầu hết rồi. Trong mạng hết rồi. Cho nên thành ra nó sanh ra đủ chuyện như vậy. Thành ra tổ sư Ấn Quang đề xướng trì thần chú Đại Bi. Tôi đây một ngày ít nhất phải 25 biến, bình thường là 50 biến, nhiều nhiều một chút là 75. Nói cho bọn phàm phu chúng ta làm là vừa lắm, còn 108 là quá xuất sắc. Nên trì thần chú Đại Bi để dự phòng khi gặp cảnh khổ. Nhờ cái thói quen, nhờ cái tịnh nghiệp trì thần chú Đại Bi, nhờ cái công đức của Bồ Tát Thiên Thủ gia trì cho mình âm thầm hoặc là hiển ứng hoặc là ngầm ứng, giúp cho mình đi qua một cách nhẹ nhàng. Không thì mình đi qua không nổi ạ. Nên lấy thần chú Đại Bi làm trợ hạnh, niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái pháp tu của Ấn Tổ, và tụng một cái cuốn kinh A Di Đà, không làm chi nhiều hết, thế mà thành tổ. Còn mình làm đủ thứ hết trơn, kinh gì cũng tụng. Bữa gặp cái cô ở dưới Sài Gòn lên, cô nói con tụng Hoa Nghiêm rồi tụng Pháp Hoa, tụng đủ loại kinh hết trơn luôn. Thì không biết mình làm tổ gì, chắc tổ chản, không làm nổi. Nhiều quá cũng không được, mà ít quá một môn phế bỏ những môn khác cũng không được. Chỗ này là cái chỗ mà quyền biến của Ngài tuyệt. Và nói cái việc này cho đại chúng xuất gia biết rằng là Ngài không xuất gia cho ai. Vì sao Ngài nói như vậy? Lắng nghe. Có phải Ngài đoạn tiệt cái duyên xuất gia của Tăng Ni không? Không phải. Ngài nói bây giờ xuất gia nhiều quá rồi. Họ vô họ học luật và thầy dạy không nghiêm minh. Sau đó rồi họ đi quá duyên để họ xây chùa. Họ làm nhiều cái việc mà làm cho đàn na tín thí, Phật tử mất tính tâm. Tôi sợ đệ tử tôi cũng cá mè một lứa như vậy, cho nên thành ra tôi không xuất gia. Và đệ tử cư sĩ rất nhiều, và một vị cư sĩ xuất sắc đó là Ngài Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Cư sĩ thôi. Và vị này vâng lời thầy mình là làm cư sĩ suốt đời. Thế mà các vị hòa thượng thượng tọa chư tăng ni đến học Ngài. Đặc biệt, thân chưa xuất gia mà tâm đã xuất trần, là tâm đã xuất gia rồi. Tâm Ngài là đã lìa khỏi cái tam giới này, và tâm Ngài đã ký gửi nơi liên thai rồi. Cái chỗ này là Ngài muốn nhắm đến, gọi là tu chân ngay nơi cõi tục, cao tăng đẻ tóc. Cho nên chúng tôi mong rằng về sau, nếu anh em huynh đệ cái duyên về sau mình đi mỗi người một ngã,
đâu phải cứ mãi là chúng ta như vậy. Nhiều lúc cái nhân duyên nó thay đổi thì mình đi đến một cái nơi khác, vẫn là giữ lập trường là không xuất gia cho ai. Lỡ những người đó có duyên với mình quá thì thỉnh các vị hòa thượng lớn để chứng minh xuống tóc xuất gia. Ngài sợ liên lụy quý vị. Lỡ mà vị xuất gia đó tu hành thành tựu thì không nói, mà không thành tựu đi nữa đọa lạc thì ngài cũng bị ảnh hưởng. Cái điều này ngài giữ chắc cái phần vãng sanh chứ không phải ích kỷ đâu. Ngài nói về bên Tây Phương Cực Lạc thành Phật đi rồi bắt đầu xuống độ sanh thì nó an toàn. Bồ Tát đã thế chí mà còn phải dè dặt như thế. Chúng ta hết sức thận trọng và không xây chùa. Và nhiều chỗ xây chùa gửi cái sổ vàng đến, ngài không ghi một tờ, gửi ít tiền đến cúng dường thế xong. Ngài nói rằng là thời đại hôm nay tăng ni và một số Phật tử lập đạo tràng, chưa nói đến cái chuyện tu hành có cái sự thành tựu, thành phiến hay là sự nhất tâm, lý nhất tâm, hay là có một cái sự ảnh hưởng những người khác mà cứ xây chùa cho lớn lên, thì ngài nói có xác mà không có hồn. Ngôi chùa thì to thiệt mà nó vắng tanh luôn, không một người biết đến, và vô trong đó lạnh lẽo quá. Ông trụ trì ông đi quét chùa, trời ơi mệt muốn chết luôn. Thì gì, có xác mà không có hồn. Thì con người nếu mà có xác mà không có hồn, mà hồn mình coi như là bị hương linh khác cướp đoạt, hoặc giả là hồn mình không có an định đó, thì người này đâu có sống yên ổn được. Cho nên chúng ta nói điều này để đại chúng nên thấu triệt là chùa tôn vẫn là chùa tôn, 20 năm chùa tôn là chùa tôn, 40 năm, 60 năm. Khi sụp xuống rồi mình sửa lại, mình làm sao đó lại cho nó khang trang một chút, để đại chúng yên ổn ở trong đó niệm Phật. Đồng tiền này làm cái gì? Nếu đặng na tính thí đem làm cái gì? In mấy niệm Phật, mấy thiết pháp, tượng Phật, kinh tượng, giúp đỡ những người nghèo neo đơn, những chỗ đó bị lũ lụt, hạn hán, xây cầu, trường học, đắp đường, làm chuyện này. Phước báu của mình, phước báu của người làm điều này và đề xướng cho những người khác làm điều này thì phước người này như đông hải. Nên làm chuyện này, còn cái việc của mình để Phật lo, chùa chiền để Phật lo, bổn đạo mà đem đến cho mình cũng Phật A Di Đà lo. Cái gì đồng ý chúng tôi chỗ này? Còn đem cái phàm phu của mình mà đi lo những chuyện ngoài khả năng, đem để mà lo những cái chuyện xây chùa, xây chiền, làm những việc lớn lao, các vị Bồ Tát họ làm được. Các vị Bồ Tát giờ họ xây những cái chùa lớn, mình tán thán hoan hỷ, không chê bai chỉ trích. Mà bản thân của mình không khả năng làm được điều này thì lo niệm Phật đi, để về làm Phật, rồi Phật lo hết cho mình, thì tính con đường này khỏe không? Khỏe. Cái điều đó hôm nay chúng tôi nói là để mong đại chúng, lỡ mà chúng tôi có khởi niệm làm như chú Linh hôm nay ngồi nói, cái ngày 24 tháng 5 2020 sư phụ nói không làm chùa, giờ sư phụ làm, sư phụ xạo. Phải nói như vậy. Chúng tôi thấm cái lời của ngài và nói để mình phải làm sao áp dụng. 20 năm vẫn là chùa tôn. Hôm nay cái này làm chánh điện này 10 năm. Năm 2010 bắt đầu dựng lên. Bây giờ mình làm như vậy rồi thì có cái hữu ích gì? Những người đi sau mình họ bắt chước theo. Họ ở đơn giản thôi. Thế mà gì? Trong nội tâm của họ an ổn, an vui. Chúng sanh đến họ tháo gỡ cái khổ đau của chúng sanh được. Còn đôi khi chúng sanh đến mình xây chùa chưa xong, nhiều lúc làm bận lòng họ nữa. Hiểu chỗ này không? Bận lòng họ nữa. Rồi họ có ấn tượng là mình nói buông mà mình không buông, mình nói xả mà mình không xả, mình nói không tham mà mình người đó lại tham, lần lần không còn ai ở với mình hết.
Nói được phải làm được. Nếu làm không được thì đừng có nói. Vì vậy cho nên Tổ sư Ấn Quang là một vị thầy thực sự chúng tôi kính ngưỡng. Hàng ngày phải lễ lạy vị thầy này. Không những là trong tâm thành kính lễ lạy, nhưng mà ngoài sự tướng phải làm theo cho bằng được. Và cuộc đời của Ngài là không trụ trì. Cái duyên mà chúng tôi trụ trì ở đây đó là một cái nhân duyên. Và bây giờ thì giao lại cho ban tổ chức ở trên này, ban điều hành ở trên này vận hành cái tỉnh thất này. Và chúng tôi không nói cho quý vị, cái duyên mà để trụ trì thành cái chùa, tên chùa, chùa Quan Âm cũng làm được. Lên ban tôn giáo hỏi làm sao, bao nhiêu năm rồi, từ năm 2012 bắt đầu, còn Hòa Thượng Pháp Chiếu là muốn để lên chùa Quan Âm, kêu không, trong hiến chương giáo hội cũng như trong hiến chương gì đó, không có cái mục là chuyển tỉnh thất thành chùa. Tỉnh thất cũng là tên cơ sở tôn giáo, thôi thầy làm tỉnh thất vĩnh viễn đi. Kêu ừ cũng được. Đến nỗi chuyển cái tên tỉnh thất đó nghe, mà được nhà nước giáo hội công nhận thành cái tên chùa mà cũng không đủ duyên để chuyển, là biết mình mạt riệp cỡ nào rồi. Tốt, phước báu mình thiếu kém, mình mang tên tỉnh thất thôi, không có gì hết. Mang tên tỉnh thất chẳng lẽ niệm Phật không được giảng sanh à? Được chứ. Ấn Tổ Ngài nói, Tôi sợ nhất là những người Phật tử, những người tu sĩ, đó là trọng danh mà ghét thật, thích danh. Tên chùa cũng cho hoành tráng lên rồi, danh tiếng phô trương thiếu hàm dưỡng, thì người này không gặp hoạn nạn thì chuyện lạ. Mà không gặp hoạn nạn cũng phải chết yểu, chết trước tuổi thọ, trắc trở vô cùng. Thì chúng ta thấy có một vị lão sư, lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không cũng đi theo đường lối Ấn Tổ, đúng không? Chúng tôi qua Hồng Kông gặp Ngài 3 lần. Bên Hồng Kông cái chỗ Ngài ở cũng là không phải ngôi chùa đâu. Hiện tại bây giờ Ngài về tại nơi Đài Trung ở bên Đài Loan, có chùa Cực Lạc. Đó là Phật A Di Đà sai sứ giả của Phật đến xây quá trời lộng lẫy luôn. Cũng không phải tên Ngài đứng nữa, đưa Ngài về đó. Và mấy hôm nay gần như trên mạng và một số các thầy bên Tịnh Tông nói mọi người nên khi công phu nhất tâm để hồi hướng, bao nhiêu cái công đức tu hành hồi hướng. Nếu mà cái duyên của Ngài quá độ còn ở cõi Ta Bà thì Ngài sẽ bình an, mạnh khỏe để tiếp tục khóa độ chúng sanh như Ngài Hải Hiền 112 tuổi. Nhưng mà cái thông tin này chắc là tương đối chính xác. Chúng tôi được biết là hồi năm ngoái Ngài đang giảng kinh, Ngài nói là sang năm là năm này thì tôi về Tây Phương Cực Lạc, trước tôi đợi quý vị. Các ngài đã nói không phải là chuyện bình thường giỡn chơi. Đúng năm này là bắt đầu Ngài thị hiện bệnh nhẹ, yếu nhẹ lần để Ngài ra đi. Thì chúng tôi nghĩ chắc là Ngài cũng sắp đi rồi. Thì bây giờ mình đồng tâm hiệp lực khởi niệm để hồi hướng và để đem bao nhiêu công đức để mình kết duyên. Mình kết duyên với Ngài để Ngài về Tây Phương Cực Lạc. Những người không có nhân duyên với Ngài, nói chuyện này người ta không bao giờ suy nghĩ đến. Người ta niệm Phật một câu người ta còn sợ dơ miệng à. Người ta niệm Phật, người ta không thích niệm Phật, người ta không có tin có Cực Lạc thì hỏi làm gì họ kết duyên với vị Bồ Tát này để mà tiễn đưa vị đội Bồ Tát này về đó để làm Phật. Hôm nay quý vị đến đây thấy hữu ích không? Hết là nghe cái điều chúng tôi nói là mình kết duyên với vị Bồ Tát lão Phật gia Thường Tịnh Hạ Không, khi Ngài về Cực Lạc mà mình khởi niệm để tiễn đưa Ngài về không có sầu não đau buồn lắm. Và Ngài mãn cái duyên hóa độ chúng sanh trong cõi Ta Bà thì Ngài về, đó là việc tất nhiên. Mà mình kết duyên để mình đưa Ngài về thì đây là mình kết một cái duyên với một vị Bồ Tát để đưa Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc. Thì về sau Bồ Tát xuống đưa mình về lại làm sao? Hiểu không? Khi mà mình hiểu sâu xa cái chuyện này, tự nhiên mình thấy đây là việc đáng làm, đúng không? Trên hồi sáng chúng tôi lên gặp Thầy Minh với Thầy Chánh, chuẩn bị sắp xếp. Nếu Ngài ra đi thì mình lập một cái
chánh điện phụ thiệt là trang trọng, làm một lễ tri điệu giống như là ngài nằm ở đó và sát ngài ở đó và hình ảnh ngài ở đó, mình làm một cái lễ cung kính ngài. Vì đây là một vị lão sư ân nhân mà chúng tôi được gặp qua băng đĩa 207 để mở pháp hội cũng từ nơi ngài. Làm lễ tri điệu giống như chủ tịch nước mà ra đi bao nhiêu nơi người ta tri điệu đó, Sài Gòn cũng là một cái chỗ tri điệu. Trong nhà của mình gì cũng thờ vị Bồ Tát này về làm Phật. Đó là cái điều mà chúng tôi suy nghĩ đáng nên làm, bởi vì cái công của ngài trên toàn thế giới, ngài thuyết pháp môn Tịnh Độ mà bao nhiêu vị hộ pháp mà chuyển ngữ qua tiếng Thái Lan, tiếng Singapore, tiếng Anh, rồi tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Việt Nam, thì nghĩ con người phàm phu đâu có khả năng làm được như vậy, đúng không? Các vị này là các vị Bồ Tát có những vị đó như là hộ pháp để mà giúp ngài. Vừa nói muốn xây làm một công việc Phật sự đó mấy chục triệu đô là có ngay. Bọn phàm phu mình làm sao được chuyện này? Nhìn cái chánh báo thì biết y báo ngài về đâu rồi. Và cái chánh báo của ngài hiện hữu và cái y báo của ngài hiện hữu nó quá thù thắng, bất khả tư nghị. Làm phước mà thực sự là chúng tôi kinh khủng luôn. Bao nhiêu cái bộ Đại Tạng Kinh tiếng Bali rồi ngài cũng in luôn, không phải là tiếng Trung Quốc, in luôn. Vừa khởi niệm lên làm là gì? Là có tiền có của làm. Giống như là ông Vô Tự Đế Công khi bắt đầu ông chuyển được cái tâm ác của ông và cái tâm bắt đầu hướng thiện lên rồi đó, và ông vừa cử thân một cái là trăm việc thiện đến với ông để ông làm. Ông vừa nhiếp tâm là tâm tĩnh lặng, là tĩnh ý liền. Kinh khủng không? Mấy người mà họ thay đổi được cái tâm của họ rồi, bắt đầu cảnh giới của họ, quý vị biết, bất khả tư nghị. Họ làm những việc phàm phu không theo nổi được. Quan trọng là cái gốc, khi họ chuyển được cái tâm phàm, chuyển được cái tâm tham sân si. Cho nên mục tiêu của hai vị lão Phật gia này vẫn là muốn đưa cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà điều chúng ta không chịu về mà thôi. Muốn về liền được về. Gió trăng quê cũ, hỏi có ai trăng, hỏi có ai dành. Đi về Cực Lạc có ai dành mình không? Dành cùng nhau đi tốt quá. Ở cõi này họ tranh giành hơn thua có. Hồi nãy có hai vợ chồng của anh này ở tuốt ở dưới Đồng Tháp, mới có ba mươi mấy tuổi, 31, 32 tuổi, coi mỗi buổi sáng chúng tôi giảng trực tiếp và từ dưới đó chạy lên trên này gặp chúng tôi cúng dường xong anh ngồi anh nói chuyện. Con bán vật liệu nhỏ nhỏ ở một cái huyện đó thôi, mà nhiều lúc con khởi tham sân si lên, con nói mình nếu khởi như vậy là mình mất tất cả và mình làm như vậy không có được. Khi nghe thầy giảng rồi bắt đầu là con có cái sự thay đổi. Thì những người họ nói được như vậy là bắt đầu là họ có thiện căn, bắt đầu thiện căn họ bắt đầu là tăng trưởng và bắt đầu họ chuyển ác hành thiện và phá mê khai ngộ và họ sẽ lìa khổ được vui. Tuy rằng họ chưa lìa khỏi cái khổ ngũ trược trong ta bà này, nhưng mà tâm họ đã lìa được rồi. Tâm họ đã lìa được. Cho nên cái lộ trình để một con người thăng tiến là phải chuyển ác hành thiện, phá mê khai ngộ, và con người này phải lìa khổ được vui thì mới sự tu mình nó rốt ráo viên mãn. Muốn đoạn ác tu thiện thì phải làm sao? Lắng nghe. Muốn đoạn cái nhân khổ, cái nhân ác phải làm sao? Trước phải nhận diện được cái nhân ác là gì. Và đây là giặc cướp đang ở trong nhà, dầu cho một khắc cũng không cho nó ở. Những người họ muốn tới hại mình, dầu cho họ lời ngon ngọt cỡ nào đi nữa, mình biết họ là dối trá, không thể chấp nhận được. Nhận diện đó là gì? Nhận diện cái nhân khổ, cái nhân ác đó là tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ. Đây là năm cái gốc ngũ độn sử, căn bản phiền não. Nó là nhân khổ, nó là nhân ác. Mà khi có tham lên rồi đó, khi có sân si mạn nghi rồi đó,
thì nó sẽ hành sự sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo và tạo nhiều nghiệp xấu ác. Đó là khởi hoặc tư hoặc là tham sân si mạn nghi, tạo nghiệp đó là sát sanh trộm cắp tà dâm. Phải thấu hiểu chỗ này cho rõ. Chứ nhiều người chưa minh định ra được cái chuyện ác là nhân khổ, chưa minh định ra được, và minh định ra được nữa, cái tập khí, cái thói quen này nó quá mạnh. Có nhiều người nói tôi có làm gì đâu mà ác, nhưng mà thực sự hỏi họ có dám bố thí cúng dường không, không lắm, không dám làm. Dẫu cho làm chỉ làm sơ sơ. Hòa ông tổ người nói bạn có 10 đồng, bạn bố thí 1-2 đồng, bạn vẫn chưa phải là trừ được cái lòng tham đâu. Bà dám báo bố thí 10 đồng á, nhưng mà bố thí 10 đồng đó là bạn vẫn còn để sinh hoạt, chứ không phải bố thí sạch sành sanh không còn cái gì là không được. Người ta dám buông tất cả, người ta được tất cả. Ngài làm được điều này. Quý vị biết trong kinh Pháp Hoa nói như thế nào, lắng nghe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình khi mà thị hiện vào trong cõi Ta Bà, Ngài đã vô lượng đời kiếp trong tam thiên đại thiên thế giới, không đâu là không có cái sắc thân của Ngài để bố thí đầu mắt tỷ não và thân của Ngài, không đâu là không có trong tam thiên đại thiên thế giới. Cần mắt cho mắt, cần thân cho thân, cần vợ cho vợ, mình có bộ khó hả? Cần tiền cho tiền, muốn gì là bố thí cái đó. Kinh khủng không? Nếu mình làm chưa được thì mình cũng phải nên bắt đầu muốn làm. Mà chưa chứng được pháp thân thanh tịnh thì bố thí cái thân này, không có thân để tu thì coi chừng nguy hại vô cùng. Thì từ nơi đâu mà làm? Người này tham tạo ra lừa gạt, dối trá, lương lẹo, hại người, hại vật, thì người này sẽ gặp quả khổ như thế nào? Thiếu thốn, chật vật, con cái bệnh hoạn, tuyệt tự, gia đình của mình mang tai tiếng, và lâm vào cảnh khổ cùng cực. Cho nên mấy hôm nay chúng tôi có nhắc đến cái phim của Du Tịnh Ý Công. Bữa đó đang ngồi, ngày đầu tiên giảng về tích thiện, có việc vui tích ác, có điều ác đến, có việc tai ương đến. Thì tự nhiên ở trong văn sao thầy Nhật Tánh đọc đến cái chỗ Ấn Tổ nói hai nhân vật, đó là Viên Liễu Phàm và Du Tịnh Ý Công là hai nhân vật đặc biệt. Chúng tôi vừa nghe vậy xong vô Google search ra lấy cái mẫu chuyện của ông đọc tới đọc lui, nghĩ chắc là bộ phim này có. Hồi trước nghe Hòa Thượng có giới thiệu, lục vào trong YouTube thấy 8 tập phim này và ngồi coi. Ngày đầu tiên buổi chiều 1 tập rưỡi, hôm sau là ngày thứ 2 coi hết 8 tập. Thì chúng tôi xúc động. Cuộc đời chúng tôi có 3 cái giai đoạn xúc động. Thứ nhất là thân phụ chúng tôi ra đi năm 2009 tại phòng hộ niệm. Trong lòng quặn thắt chịu không nổi, nước mắt tuôn trào kìm không được. Lần thứ hai đó là chúng tôi đang ở bên Mỹ, sư cô Liên Phương ra đi, chúng tôi bị chấn động mạnh. Và lần thứ ba là bộ phim này. Chúng tôi nói sự thật bằng tâm chân tình, chân thành để quý vị thấy cái bộ phim này. Hòa Thượng Tịnh Không bỏ ra số tiền quá lớn và thuê những cái nhân vật, diễn viên này, họ đóng quá xuất sắc cái bộ phim này. Càng coi càng thấy được cái sâu thẳm của nhân quả. Và cái sâu thẳm của cái tên ông này, từ tên Du Đô, từ tên là Lương Thần trở thành Du Tịnh Ý Công. Hay vô cùng cái bộ phim này. Và cô, thực sự cô vợ này là Mai Quyên, là một người làm chúng tôi chấn động. Ông Lương Thần là ông Du Đô, ông Du Tịnh Ý Công, ổng cũng là một người làm cho chúng tôi chấn động. Nhưng mà không rơi nước mắt nhiều bằng cái cô này. Cô Mai Quyên là một con người, con của một vị thầy giáo, giáo dạy về, đó là lời của Thánh Tiên Hiền, được ở trong một ngôi nhà này. Người mà ở được trong một ngôi nhà có cha có mẹ biết lời dạy của cổ Thánh Tiên Hiền và dạy cho người khác lời dạy của Thánh Tiên Hiền, còn hơn là nhà tỷ phú, còn hơn là nhà đại gia, còn hơn là nhà trưởng giả, đúng không? Hơn nhiều. Đại gia trưởng giả, phú trưởng giả, nhưng mà không có đạo đức, không có biết lời dạy của Thánh Tiên Hiền, chưa tới một đời, chưa hết đời cha là con đã khát nước rồi, con đã lên bờ xuống ruộng gặp nhiều khổ đau rồi.
quý vị thấy không? Cho nên cái lời dạy của Thánh Tiên Hiền hết sức là quan trọng và thiết yếu, cần thiết vô cùng. Chúng tôi nhớ đến cái tình tiết mà nói đến cái chuyện tham. Ba của Du Tịnh Ý Công nghèo, ba đời là nghèo, nghèo quá chừng nghèo, làm thuê làm mướn, cũng phải đóng thuế. Đóng thuế lúa hàng năm cho nhà nước, cho quan. Thì ông nghĩ rằng năm nay đóng thí dụ 5 tạ hoặc 10 tạ là đủ rồi. Ông quan đó ông ức hiếp, ông nói là phải đóng thêm một xe cổ mà kéo đi một xe cổ bò nữa mới đủ. Ông đứng ông chân hững, ông ngớ người ra, ông kêu ổ sang năm đóng, hồi năm ngoái tôi đóng nhiêu đây, tôi nghĩ năm nay cũng đóng nhiêu đây. Kêu không, năm nay là khác rồi. Kêu vậy của đâu, tiền đâu mà gạo đâu tôi đóng. Kêu không biết, nếu không có là tịch thu nhà hoặc là bỏ tù. Trời ơi, lúc này anh nhỏ là chú nhỏ mà Vô Tịnh Ý này đứng sững người ra, và ông làm ông đứng ông ngớ người, ông làm rớt cái ly tách trà. Thì vị quan mà thu thế đó khấu trừ, tức là tách trà này 50.000 hoặc 5.500 đồng gì đó cũng phải đóng lúa vô nữa. Trời ơi, không thể tưởng tượng, coi như là bóc lột màu mỡ của bao dân thiên hạ đem về làm giàu cho mình. Cái tội này là phải tiệt tự, cái tội này là phải bằng cùng đi ăn xin. Thấy không? Con người lòng tham có sẵn, họ có cơ hội là họ tham ngay. Kinh khủng. Cái ức hận của cái vị trẻ này đến tận trời mây. Cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị, muốn đoạn trừ sạch sẽ tham sân si mạn nghi á, là phải đắc A La Hán, chứng vô sanh, không còn sanh tử luân hồi, thì gọi là chứng được quả A La Hán, là đoạn trừ được ngũ lợi sử và ngũ động sử, không phải là dễ làm. Cho nên phải dè dặt kinh sợ hết sức cẩn thận nó. Và cái gì để mà mình đoạn trừ được, và mình dùng cái pháp gì đối trị con người nhiều lòng tham đó, mình phải làm sao là bố thí. Ví dụ như mình tham tài là tiền của, thì mình phải nghĩ làm sao để tìm cách để mình bố thí được, tìm cách làm sao để mình cúng dường, để mình đoạn trừ cái nhân khổ của tham. Và nếu mình tham về sắc dục thì mình phải quán nó bất tịnh liền. Và nếu nó tham về danh á, muốn có địa vị á, mình phải quán nó là không thực, nó là vô thường. Danh cao đi nữa một thời gian rồi nó cũng mất danh. Phải quán nó cho được và nhìn cho thấu triệt nó, để đoạn trừ nó. Mà cái người đoạn trừ một phần của tâm tham, họ tăng một phần phước huệ. Cái trí tuệ họ mới đoạn được cái tham, họ mới nhìn ra được cái tham. Mà khi họ đoạn trừ được tham rồi đó, từ cái phần thô đến phần tế, thì trí tuệ và phước đức của họ bắt đầu vượt trội hơn người bình thường. Ông Vô Tịnh Ý Công, khi mà ông nghe Táo Thần đến nói cho ông biết rằng ông có làm thiện, nhưng mà thiện ác vẫn còn lẫn lộn. Ông nói về cái chuyện là đừng sát sanh, ông đi dạy Văn Xương Đế Quân là sách cổ Thánh Thiên Hiền mà ông vẫn còn sát sanh. Thì như vậy ông tạo nghiệp sát sanh như vậy đó, thì thực ra ông nói thôi ông chưa làm được, và trong tâm ông như vậy cũng chưa thanh tịnh được. Cho nên ông Táo Thần ông chỉ điểm rõ ràng, thì cuối cùng ông này ông phục liền. Và ông này có một cái đặc biệt là phục thiện, tức là quay lại điều thiện và bỏ ác, đoạn ác và muốn dứt điều ác. Thì khi muốn đoạn ác tu thiện thì có thiện thần đến liền, có người quý nhân đến giúp cho mình liền. Còn nếu mình không muốn đoạn ác để tu thiện á, thì người hiền thiện, thánh hiền đến trước mặt mình cũng không giúp gì mình cho mình được, cái gì mình không thay đổi được. Cho nên cái mục tiêu của con người chúng ta, khi đã lỡ tạo nhân khổ rồi và đã lỡ gặp quả khổ rồi, thì quả khổ đó là gì? Thiếu thốn, bệnh hoạn, vợ mù, con bị nhà sụp đè chết, đứa thì sanh ra ngơ ngơ khùng khùng không biết gì, 4-5 đứa thì bị dịch bệnh chết. Trời ơi, cái cảnh nó thê lương, nó đến con đường cùng của ông luôn, và vợ đẻ chạy đi tìm vợ người để về đỡ đẻ. Cái cảnh khổ này là câu chuyện này có thiệt chứ không phải là không có. Nhưng mà ông chuyển từ đâu? Mình lắng nghe ông chuyển từ đâu là cái điều hôm nay chúng tôi mới nói. Ông chuyển từ nơi cái tâm của ông. Khi ông lên kinh thành rồi thì cái vợ của vị quan đã hỏi
chẳng hay gia cảnh của Du Tịnh Ý của ngài như thế nào. Ông nói ờ cũng được thôi, cũng được. Nếu mà ông chưa chuyển được cái tâm tham thì ông nói sao? Ôi tôi khổ quá, bà cho tôi một chút vàng đi, đúng không? Cái lúc bây giờ tư cách của ông là một con người quân tử rồi, không thấy mình thiếu thốn nữa. Cảnh gia cảnh vẫn còn nghèo nhưng mà không thấy mình thiếu thốn, muốn đi giúp đời, muốn đi dạy học không lấy lương, làm cho bà kia phục liền. Quý vị thấy khi mà thay đổi cảnh giới không? Thay đổi cảnh giới là trong tâm của mình bắt đầu thay đổi cái pháp giới tánh rồi, thì bắt đầu pháp giới tướng nó thay đổi theo. Cho nên con người của mình phải làm sao để dứt ác, đoạn ác, tu thiện. Mà khi bắt đầu hướng đến cái chuyện tu thiện rồi đó, thì trăm việc thiện đến với mình. Và những việc thiện này giúp cho mình, cho gia đình, cho xã hội, và riêng bản thân mình không hưởng phước nữa. Lắng nghe chỗ này Hòa Thượng Tịnh Không hay nói. Thực sự mà nói, mình đến khi ngài mất đó là một cái duyên, nhưng mà riêng bản thân chúng tôi thì không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi. Vì khi ngài mất đó thì bao nhiêu người đến, nhất là người Trung Quốc, các nơi họ đến không có chỗ để mà nghỉ. Mình cũng đứng bên ngoài nhìn ngó thôi, thôi ở nhà để mà mình làm theo lời của ngài dạy. Đúng không quý vị? Làm theo lời ngài dạy thì mình đã bên cạnh ngài rồi. Ngài đệ tử của Đức Phật, ngài Ca Diếp là người mà khi Đức Phật nhập diệt, ngài là người về cuối cùng. Thì khi ngài về sau cùng đó thì chuẩn bị châm lửa thiêu rồi, cuối cùng là ngài về quỳ lại dưới cái chân của ngài, và trong lúc đó có một cái tháp để mà thiêu ngài đó, thì cái chân cổ Phật đưa ra để cho ngài Ca Diếp đụng cái đầu vô. Về sau cùng á, bởi vì ngài Ca Diếp hành hạnh Đầu Đà và tu hành rất tốt, cho nên thành ra là về cuối cùng mà vẫn được đụng đến thân của Phật. Quan trọng là mình hành trì những lời của các vị tiền bối, của các vị ân sư mình chỉ dạy. Cái chỗ này quan trọng. Ngài dạy sao? Lắng nghe chỗ này. Đại chúng và chúng tôi phải học cái bài học này suốt đời. Người có phước đừng nên hưởng phước. Khi hưởng phước thì phải tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp phải chịu thọ khổ. Ở trong cõi này khi họ có phước, tiền của vật chất, họ phải ăn uống nhậu nhẹt chơi bời và làm những cái chuyện nó phung phí, thì có phải là hưởng phước tạo nghiệp không? Đó quý vị coi đi, bao nhiêu con người họ giàu có, bây giờ họ lên xe xuống cộm, đi máy bay, họ làm những chuyện mà kêu họ vô đây ngồi nghe pháp, họ niệm được câu thần chú Đại Bi bảy biến, họ niệm Phật là cái chuyện này không bao giờ, không bao giờ có với họ. Họ đang sung sướng mà kêu họ tu thì làm gì có chuyện đó. Mà cái quan niệm của họ là phải gần chết, phải nghèo cùng túng thiếu rồi mới tu chứ. Nhưng hôm nay mình cũng không phải là giàu lắm, cũng không phải là nghèo lắm, cũng đủ cơm ăn đi vô đây. Đây là chuyện may mắn, trăm ngàn ức kiếp mới gặp, đúng không? May mắn. Nhưng mà có nhiều người, chắc có nhiều người ngồi ở đây, có nhiều người ngồi ở đây nói làm sao? Trời ơi, tôi thiếu may mắn quá trời luôn á. Con tôi sao mỗi lần nó đi nước ngoài về nó trả cho tôi đồng nào hết trơn. Rồi mấy hôm nay buôn bán làm sao mà nó ế ẩm quá trời. Vô ngồi nghe ổng giảng, không biết để coi thử coi ổng nói cái kiểu gì để mình về mình làm, mình kiếm tiền cho giàu có, mà sao không tìm ra được. Lòng tham đang tràn ngập. Phước mình bắt đầu tổn giảm. Chưa gặp họa là may lắm. Ông táo thần ông nói ông thọ khổ như vậy là chưa hết đâu, còn dài dài nữa nếu ông không biết thay đổi. Ông đừng có than trời trách đất. Cho nên mình có phước không hưởng, cho người khác hưởng. Cho người khác hưởng bằng cách nào? Giúp đỡ những người nghèo khổ già, giúp những đứa trẻ có trường học, làm tất cả những điều phước báu, thì phước của mình càng nhân lên thêm. Cái điều này ông những người đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không đã làm được. Người ta càng làm người ta thấy càng giàu. Bà Lê Lê Hưu, trời ơi, bà cúng dường một cái pháp hội
mà tam thời hệ niệm 10.000 người miễn phí hoàn toàn. Ông cha làm giám đốc hãng bay Thái Bay, coi như là cúng dường để hòa thượng làm những pháp hội kinh khủng luôn. Rồi ông Lý Mộc Nguyên, ổng làm những cái phước thiện, cho nên ổng càng làm ổng càng giàu, ổng giàu quá cỡ luôn. Họ hiểu ra được cái lý nhân quả. Còn mình nghèo quá trời, mình không có tiền làm. Có ông đó ông than phiền, ông nói nghèo quá không có tiền làm. Ấn Tổ nói tâm ông nếu mà thân khẩu ý thanh tịnh, ông làm những chuyện ít thôi, đơn giản thôi, vậy mà ông được phước báu lớn. Còn tâm ông chưa thanh tịnh, tâm ông còn tham sân si do cái phước đời trước ông còn lại, cho nên ông làm cái đời này cái phước báu của ông không nhiều bằng cái người tâm thanh tịnh. Cho nên cái gốc là tự tịnh kỳ ý, cái gốc là cái tâm mình thanh tịnh, bắt đầu nó sẽ thay đổi cảnh giới. Chỗ này đại chúng nên lắng nghe cho kỹ. Hồi nãy chúng tôi có nói về cái chuyện mà khi tâm mình thanh tịnh, tâm mình có pháp an trụ. Lắng nghe chỗ này. Ai có buồn ngủ hít thở sâu, có mấy người nhắm mắt hít sâu vô. Giật mình, nghe nhắc cái giật mình ha. Lắng nghe, chủ nhật có một kỳ ngồi ở trong này lắng nghe. Hôm nay nói chậm, lắng lòng cho kỹ để nghe. Khổ thân là khổ gì? Do gieo cái nhân khổ, đó là sát sanh, ăn thịt chúng sanh. Tổ sư Ấn Quang nói cái khổ tàn khốc nhất của con người là sát sanh và ăn thịt chúng sanh. Tuy rằng hàng ngày không có giết, nhưng ăn thịt đó là một cái nhân khổ của thân. Nhân khổ của thân tất yếu là phải gặp khổ quả, là bệnh hoạn. Làm sao tránh khỏi chuyện này? Lương lẹo dối trá đủ kiểu hết, là trộm cắp thì phải nghèo cùng túng thiếu. Nếu mà đã có lỡ chót gieo cái khổ nhân, gặp khổ quả rồi, bây giờ không cho khổ tâm, không cho khổ tâm, có khả năng mình làm được và làm nhanh nhẹn và Phật lực gia trì giúp cho mình một cách giải quyết rất nhanh, đó là hàng ngày trì thần chú đại bi. Cái chuyện này có, hôm qua niệm danh hiệu Phật Di Đà là tiêu túc nghiệp, tiêu hiện tại nghiệp luôn, nghiệp hiện tại và nghiệp túc nghiệp luôn. Hôm qua có ông bà cụ 71-72 tuổi, không biết bữa nay bà còn ở đây, bà ở Long Thành, Đồng Nai. Chúng tôi hồi trước có người bạn chí thân, đó là thầy Trí Thiện, giờ đang trụ trì cái chùa Bổ Lộc. Cô nói con ở gần chùa này. Ông thầy này là ông chuyên đi từ thiện. Thì bà mới nói rằng là con muốn tu quá chừng luôn rồi, con bán một cái quán bánh kẹo quá lớn, con cầu Phật gia hộ cho con làm sao để con nó lãnh cái quán. Cuối cùng sao con bị bệnh tim, lên bệnh viện. Hôm qua bà không có kể mấy năm, bà mới nói lên trên bệnh viện đóng tiền rồi, ngày 24 Tết. Thì cuối cùng bà đóng tiền rồi mà bà miệng thì luôn niệm Quan Âm, sáng tối là bà trì có 7 biến đại bi à. Mà lúc này bà trì 7 biến đại bi và niệm Quan Âm liên tục. Và niệm Quan Âm thì bà niệm hầu như hàng ngày, bà niệm liên tục. Thì lúc đó tự nhiên bà khởi niệm lên, bà nói thôi, nếu mà 24 Tết mà mổ lỡ nó chết, bởi vì bác sĩ nói nguy cấp lắm, năm ăn năm thua chứ không có dám chắc cái ca này. Thì bà nói thôi, đóng tiền rồi mà cho tôi về tôi ăn Tết, thì lỡ mà qua Tết có chết thì tôi cũng không ăn hẳn. Anh nói cái kiểu bà vậy. Cuối cùng bác sĩ phải cho bà về, bà đâu có chịu mổ. Thì bà về, bà trì đại bi suốt luôn, bà niệm qua Tết, bà lên bác sĩ khám nói, ô hết rồi, bà chữa cái gì á, bà uống thuốc gì á, bà đi bác sĩ nào chữa cho bà vậy, kêu đâu có bác sĩ nào đâu. Tôi ở nhà tôi niệm Quan Âm, tôi trì ngày có 7 biến đại bi, bà kêu thôi khỏi mổ nữa, bác sĩ kêu thôi về đi khỏi mổ nữa. Mới hôm qua bà kể, bà cúng dường, hình như bỏ vô cái phong bì, không biết bao nhiêu, chúng tôi cũng không đếm, mà cũng dày dày. À, cuối cùng bà mới nói, trời ơi thầy biết không, khi mà con giao cái quán con mừng quá trời, bây giờ con thấy con nó khổ quá, cho nên hàng ngày con phải đóng hộp, con đóng gói, con phụ cho nó. Chứ ngàn nói đó, thấy chưa, hồi trước mệt quá rồi giao bây giờ đây, rằng là thấy con khổ, bây giờ mới tiếp tục, 70 mấy tuổi rồi mà không chịu buông việc xuống để mà lo niệm Phật. Mà công nhận khi mà bà làm suốt ngày cái chuyện gói bánh cho nó là bà gián đoạn niệm Phật, mà niệm Phật không chuyên nhất, bà kêu đúng rồi. Nhiều lúc muốn niệm Phật mà thấy nó tội quá, cứ gói bánh gói đồ xếp cho nó tùm lum hết trơn,
cái chúng tôi kêu bây giờ bà về bà buông đi, bà kêu có mang tội không, kêu không mang tội, bà niệm Phật bà vãng sanh chứ bà ở không bà đi chơi đâu, bà nhảy đầm bà mới mang tội chứ. Cái bà nghe bà kêu có lý, như vậy niệm Phật lấy công đức niệm Phật hồi hướng cho nó còn hơn bà gói bánh nữa. Cái bà kêu ồ vậy bây giờ phải về làm sao nói với nó, kêu nói láo không sao hết, tôi bệnh tôi mệt tim lại rồi, thôi tôi làm không được. Bà kêu ờ được, nói láo cái kiểu này nó tin. Thì nó mà nói mà tôi bệnh quá tôi mệt quá rồi, tôi chừng tôi bệnh tim lại một cái nữa rồi tụi con khổ nữa. Tôi kêu ồ nói láo vậy hay, để con về con bắt giúp thầy con nói láo vậy đó. Trời dễ thương quá trời luôn nha. Trời, chúng tôi gặp cái bà già. Rồi hôm kia gặp một cái cô nữa, có bị cái tim á, không biết sao nó lủng luôn. Bác sĩ kêu mổ, cô này thì lên mổ, mà mổ là khi cổ vô mổ là cổ niệm Quan Âm, mà chích thuốc mê rồi vẫn niệm Quan Âm luôn. Mà cái ca này đặc biệt hơn và mau hết hơn. Và bác sĩ nói là có ăn chay trường 8 năm xong bị bệnh tim đó, cổ mổ xong rồi đó, vá lại rồi sao xong đó rồi, bác sĩ nói phải ăn mặn 3 năm nó mới đủ máu. Tôi kêu làm gì ăn dữ vậy, bữa nay ăn đến bao lâu rồi, kêu 1 tháng nữa 3 năm, kêu thôi bác sĩ dắt nhằn cho ăn chay lại đi, không sao đâu. Mà về có kêu có ăn chay lại, toàn là niệm Quan Âm trì đại bi, từ cái tâm hết khổ rồi bắt đầu cái thân nó chuyển luôn, chuyển cái thân khổ luôn. Tin chỗ này không? Ấn Độ có nói với cái ông đó như vậy nè, ông cứ nghĩ coi, nếu mà nhà cháy, nếu mà nhà cháy mà ông xịt nước nè, rồi ông làm sao dập tắt thì nó sẽ tắt đi, nó không cháy nữa. Còn nếu mà ông đổ thêm dầu vô, đổ thêm xăng vô thì nó phải cháy nữa nó. Đúng không? Lửa này có cái chất dẫn của nó. Thân là bệnh mà tâm không khổ thì giống như nhà cháy mà không đổ thêm dầu thì hỏi làm sao nó cháy nữa, dập nó phải tắt thôi. Đúng không? Thân bị bệnh nè, thân thiếu thốn nè, mà thân này gặp nhiều cảnh khổ nè, mà tâm người này đang an vui. An vui phải có pháp để mới an vui được ngang, chứ lúc này không có pháp là thôi, không có cái pháp an định làm sao an vui. Mà khi cái tâm an vui như vậy rồi, cái khổ này không thành vấn đề. Vô tù là cái cơ hội nhập thất. Không à, nghèo là nhìn lại để mình thấy cái cõi đời có tiền có rượu thì bạn bè có, không tiền không rượu bạn bè tránh hết. Đúng không? Trong cái phim này ổng nói lúc có bạn có tiền có rượu thì bạn bè tới đầy nhà hết trơn. Khi thôi noi con cái là thôi ăn uống vô ngang ở đây ngon quá rồi. Rồi cuối cùng cái không có tiền bắt sạch hết trơn rồi đi hết tiêu. Tới xin mượn nó không cho. Cho mình thấy được cái cảnh con người nó đối xử như vậy, chứng nghiệm được. Cho nên hôm nay muốn cho cái tâm không còn khổ nữa thì làm sao? Trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật A Di Đà, dự phòng cho kỹ. Lỡ cảnh khổ đến với mình, nó chỉ phớt, nó tới rồi cái bắt đầu nó qua nhẹ nhàng, không ảnh hưởng mình, được không? Được chứ. Chứ nếu mà bây giờ kêu mà cảnh khổ nó đến rồi lên thầy nhàn không cho mượn mấy tỷ, về cũng khổ. Cái gốc là cái tâm khổ. Trời ơi, về giữ ban đêm không biết tiền mấy tỷ này giữ ông thầy nhàn không cho mình mượn, bây giờ mình làm sao? Trời ơi, nó còn khổ hơn không có tiền nữa trời. Phải không? Đó, thấy chưa? Thì bây giờ làm sao cho cái tâm không còn khổ nữa thì niệm Phật. Mà niệm Phật nó tiêu đi cái nhân khổ, và cái quả khổ từ từ cũng mất luôn, và cái nghiệp nhân khổ quá khứ cũng mất luôn. Thì muốn làm được cái điều này thì phải làm sao? Tin niệm Phật, tin thần chú đại bi, thường trì tụng, thường niệm thì người này an vui. Thực sự chúng tôi nói quý vị, chúng tôi cảm xúc cái bộ phim này kìm nước mắt không được, mà cái đầu nó lăn nước mắt cứ trào ra kìm không được. Nó căng cái đầu, nhưng mà nó không phải là bực bội khó chịu, nhưng mà nó căng cái đầu là vì cái hoàn cảnh của ông này chúng tôi cảm thông. Và có nhiều lúc chúng tôi cũng gặp những cái trắc trở như ông, tuy rằng tu vẫn gặp những trắc trở như vậy. Từ đâu? Lắng nghe chúng tôi hôm bữa giờ hay nói từ đâu? Từ nơi cái tâm kiêu ngạo của mình. Quý vị biết cái chuyện mà kinh thiên động địa và Phật tử nào cũng rơi nước mắt đối với Tịnh Thất và chúng tôi năm 2014-15 là chuyện của Thượng Tọa Thiện Quang, cái chuyện đã qua đúng không? Quý vị thì thấy khóc hoặc rơi nước mắt thương chúng tôi thì bình thường, mà chúng tôi lâm vào cái cảnh nguy khốn này cũng là khá trầm trọng. Không được trụ trì, tạm ngưng, rồi giảng tại Tịnh Thất, cái lúc đó giảng cũng không được luôn, kêu ngưng trụ trì là không được giảng nữa. Đi đâu cũng khó khăn vô cùng.
không được giảng, thì thôi khỏi đi nước ngoài. Đi nước ngoài để chùa ở nhà mấy thầy mấy chú nheo nhúc, nhiều cái sự biến cố kinh khủng luôn. Thực sự cái này là chúng tôi lâm vào một cái tình trạng khá cũng là bi đát. Mình thấy bình thường thôi, nhưng mà nếu thực sự mà không biết tu thì nhiều lúc khổ vô con đường cùng đó, nguy hại vô cùng luôn. Cho nên có nhiều lúc tài mình mất, tiền của có thể mình kiếm lại nhanh nhẹn dễ được. Sắc là những sắc đẹp bên ngoài và những cái chuyện nó bị trở ngại vợ mình hoặc là mình bị người ta cướp giật đi nữa, nhưng mà cái danh phận con người đó để họ kiếm tiền để mà họ sinh sống, mà con người nặng về danh thì họ chết vì danh rất nhanh. Họ đang lên cái chức quyền đó, họ đang làm cái việc đó ngon lành, họ rớt cái bịch xuống một cái là một người dân quen, chịu nổi không? Chịu không nổi. Ông tỏ nghe hay nói, viết cái thư người gửi ông đó, ông than phiền, ông nói bây giờ ông đang làm trên kinh thành, làm ở trên tỉnh mà bây giờ đưa về một cái nơi thôn quê hẻo lánh. Ông tỏ nói đó là cái phước của mình giảm, mình phải tự trách mình. Mình đến một cái thôn quê hẻo lánh đó, mình sống hòa mục với dân, mình làm một con người bình thường, mình không thấy mình là một con người đang trên cao rớt xuống, mình một con người coi như là bằng lòng với hoàn cảnh. Vậy ông này áp dụng được an ổn ngay. Trên con người mình vì cái danh mà nó giết mình. Lắng nghe chỗ này, ông tổ ngài khai thị: niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng cần phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tổn người lợi mình của chúng sanh thành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh. Thì dù các túc nghiệp là nghiệp quá khứ hay hiện nghiệp là nghiệp hiện tại, đều bị cái quang minh của Phật hiệu trong cái tâm phát đại bồ đề tiêu diệt sạch sành sanh. Có cái ông đó, ông bị bệnh trĩ, đi cầu xong cái ruột lòi ra một khúc, thuốc tốn bao nhiêu tiền không chữa hết. Mỗi lần tính đến cái số lượng tiền là ông ngao ngán. Ông mới nói làm sao? Thôi, cái bệnh này là do một cái nhân khổ đã tạo, đó là sát sanh ăn thịt chúng sanh. Thôi bây giờ bao nhiêu người bệnh đó đem cho tôi chịu hết. Những người bệnh trĩ rồi bệnh gì đó dồn luôn cho một lần đi, tôi chấp nhận hết luôn đi. Lấy cái khổ của chúng sanh để trở thành cái khổ cho mình, mà mình đang khổ đó chấp nhận luôn. Vừa phát đại nguyện như vậy xong, phát Bồ Đề Tâm đó, phát Bồ Đề Tâm như vậy xong là không uống thuốc nữa, quyết định không uống thuốc nữa. Thì vài hôm sau hết bệnh luôn. Kinh khủng không? Có ai dám phát Bồ Đề Tâm như vậy không? Hôm nay cái bệnh này đến là do ăn thịt chúng sanh, quyết định hôm nay không ăn thịt nữa, ăn chay. Dám làm không? Đây là phát Bồ Đề Tâm. Chính cái Bồ Đề Tâm này nó tiêu túc nghiệp, nó tiêu hiện nghiệp, cộng với câu Phật hiệu là đem cái tâm phàm tình của mình, đem cái tâm phàm phu của mình gieo vào cái biển giác là Phật nguyện, là Phật lực đó, cộng lại với cái tâm phát Bồ Đề Tâm nữa. Hai cái này giống như là mặt trời chiếu ánh sáng vô trong đó, tan hết sạch sành sanh những túc nghiệp là cái quá khứ và hiện nghiệp. Nhưng mà xem Ấn Tổ dạy cái bí quyết chỗ, cái chỗ là niệm Phật rồi mà phải phát đại Bồ Đề Tâm. Thôi niệm Phật, ăn thịt trời ngon quá, kêu bỏ thịt sao được, bệnh đát đời rồi. Hiểu không? Cái người niệm Phật mà họ phát thêm Bồ Đề Tâm như vậy đó, là cái sức mạnh tiêu nghiệp rất là mạnh. Chẳng phải niệm Phật uổng công mà là vì chưa phát Bồ Đề Tâm, nhưng ác nghiệp lại đặc biệt rộng lớn nên công đức Phật hiệu chẳng thể che lấp ác nghiệp được. Nếu có thể phát đại Bồ Tâm thì sẽ như mặt trời rực rỡ giữa hư không, sương mốc tan ngay lập tức. Nhiều lúc câu Phật hiệu của mình niệm không có hết lòng tin ưa, niệm tâm nghi của mình còn, căn bản phiền não tư hoặc tâm nghi còn, dụng công vào công phu không nổi, thì bèn phải nhờ cái trợ lực phát Bồ Đề Tâm. Ông Du Tịnh Ý cũng có làm phước thiện, nhưng mà chưa phát Bồ Đề Tâm giúp ích cho những người khác, và chưa phát Bồ Đề Tâm thay đổi cái tên
và cái tâm. Lúc cái tâm ông thay đổi được cái là ông thay đổi cái tên luôn. Cái lúc đó cái đứa con đó nó đặt cái tên cho ông luôn. Ông nói tịnh ý không nhiễm, ông đó nói gì đó, cái đứa con nói, ông nói là ý tịnh không nhiễm gì đó, đứa con nó nói là tịnh ý. Ông nghe cái ông giật mình liền. ông đồng ý với cái tên này liền. Ngoài cái chuyện làm việc thiện rồi, tâm ý phải thanh tịnh. Khi tâm ý mình mà thanh tịnh rồi đó thì bắt đầu là nó chuyển nghiệp, xấu ác nó tan tành, thêm mấy khối tiêu hết. Đời người phần nhiều nửa đời làm ác rồi sau này mới cải hối, do chưa hề hoàn toàn không có ác báo, bèn bảo Phật pháp chẳng linh, tu trì vô ích. Cư sĩ đã chẳng coi quan là người ngoài, nên cố nhiên quan chẳng thể không trình bày đại lược nguyên do với cư sĩ, để mong ông thoát đường mê lên bờ giác. Là sao? Những người họ không tin nhân quả, họ nói là tôi có làm ác gì đâu, cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ có cướp của giết người gì đâu, có ăn mấy con gà con vịt thôi, có ăn có làm gì đâu mà ác lắm đâu, mà sao quả ác đến với tôi nhiều quá như vậy. Họ không biết cái nhân khổ, nhân ác của họ đời trước đã tạo, đời này họ thọ lãnh. Ai bằng lòng chuyện này? Chỉ có tâm thanh tịnh, chỉ có tịnh ý, chỉ có tâm không còn khổ nữa mới bằng lòng. Đúng chuyện này không? Đúng không? Tâm người ta không khổ nữa, sự khổ đến với họ, họ thấy bình thường, không ăn thua. Thì lúc này thì lúc đó họ mới thoát khổ được. Ngày hôm nay có cái lá thư này thầy Nhuận Minh đọc cho đại chúng nghe. Người tạo nghiệp là người phải chịu quả khổ. Ấn Tổ khai thị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát nghiệp. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lệ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ. Ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải văn dự đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xứng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau chẳng biết là trái, ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này.
bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do tốt nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiện, sám hối tốt nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiêng giết phóng sanh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu, còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Thư trả lời cư sĩ Châu Tụng Nghiêu. Trích Ấn Quang Pháp Sư Tụng Biên Quyển Thượng. Người hiểu lý gặp bất cứ hoàn cảnh như thế nào, quyết chẳng nghi nhân quả có sai lầm hoặc lời Phật có dối. Người không rõ lý chấp chết cứng vào quy củ, chẳng biết nhân quả phức tạp đến nỗi lầm lạc nảy sinh nghi ngờ bàn bạc, nói chung là do tâm không có chánh kiến. Như nói người niệm Phật có tam bảo gia bị, long thiên che chở, đấy là lý nhất định, hoàn toàn chẳng hư vọng. Chỉ vì chưa hiểu rõ lý chuyện báo nặng đời sau thành báo nhẹ đời này, nên chẳng khỏi bàn bạc nghi ngờ không hợp lẽ như thế. Xưa kia giới hiền luận sư ở Tây Vực, đức cao khắp đời, đạo lẫy lừng tứ trúc, bốn xứ thiên trúc. Do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh, khổ sở cùng cực, chẳng thể chịu đựng nổi muốn tự tử. Chợt thấy ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng xuống bảo: ông trong kiếp xa xưa kia nhiều lần làm quốc vương não hại chúng sanh, đáng lẽ đọa ác đạo từ lâu, do ông hoằng dương Phật Pháp nên phải chịu nỗi đau khổ nhỏ này trong cõi người để tiêu diệt nỗi khổ địa ngục cả kiếp dài lâu. Ông nên gắng chịu đựng. Xứ Đại Đường có một vị tăng tên là Huyền Trang, 3 năm nữa sẽ đến đây học Pháp. Giới hiền luận sư nghe xong ráng chịu đau sám hối, lâu ngày lành bệnh. Đến 3 năm sau, ngài Huyền Trang đến đó. Ngài giới hiền bảo đệ tử thuật lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kể lại nỗi khổ nghẹn ngào ứa lệ,
đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Nếu chẳng hiểu rõ nhân trong đời trước, người ta sẽ nói giới hiền chẳng phải là vị cao tăng đắc đạo, hoặc sẽ nói bậc đại tu hành như vậy mà vẫn bị bệnh thảm như thế. Phật pháp linh cảm lợi ích ở chỗ nào? Những gì trong tâm các ông biết nhỏ nhoi quá, nên thấy chút tướng lạ liền sanh kinh nghi. Người không có thiện căn bèn thối thất đạo tâm. Nếu thấy người tạo ác hiện tại được phước báo, thì cũng sẽ khởi tâm tà kiến như thế. Chẳng biết đều là tiền nhân hậu quả, và chuyện quả báo nặng nề trong đời sau thành quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời, cũng như chuyện quả báo nhẹ nhàng trong hiện đời thành quả báo nặng nề trong đời sau, vân vân, đủ mọi lẽ phức tạp khác nhau. Thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do, trích trong văn sao Chánh Biên quyển 2. Mẹ các ông tuổi đã cao, đối với pháp tịnh độ còn chưa thể nỗ lực tu trì, hãy nên thường kể cùng bà cụ nỗi khổ luân hồi sáu nẻo, sự vui trong thế giới cực lạc. Con người sống trong thế gian siêu thân rất khó, đọa lạc thật dễ. Nếu không vãng sanh Tây Phương, đừng nói chi nhân đạo chẳng đáng tin tưởng. Dù sanh lên trời phước thọ thật dài lâu, hễ phước lực hết vẫn bị đọa lạc trong nhân gian y như cũ, cũng như phải chịu nỗi khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu không biết Phật pháp thì chẳng biết làm sao. Nay đã hiểu đại khái Phật pháp, há nhường một mối đại lợi ích này cho người khác, còn chính mình đành lòng luân hồi trong sáu nẻo, thoạt chìm thoạt nổi, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi ư? Nói như vậy sẽ có thể làm cho thiện căn đời trước của cụ được phát khởi, bèn tin nhận phụng hành Bồ Tát độ sanh tùy thuận cơ nghi. Trước hết dùng dục để lôi kéo, sau mới dạy cho nhập Phật trí. Ông tận lực tu tập hiếu hữu và đem pháp môn tịnh độ khuyên dạy quyến thuộc của chính mình, cùng hết thảy kẻ hữu duyên đồng làm người trong hội liên trì, thì công đức lớn lắm. Người đời có bệnh và có những chuyện tai nạn, nguy hiểm vân vân, nhưng chẳng biết niệm Phật tu thiện, cứ lầm lạc muốn cầu đảo quỷ thần, bèn giết hại sanh mạng, nghiệp chồng thêm nghiệp, thật là đáng thương. Con người sống trong thế gian, phàm có cảnh duyên đa phần do túc nghiệp, đã mắc bệnh khổ thì phải niệm Phật tu thiện, sám hối nghiệp cũ, hãy nghiệp tiêu bệnh liền lành. Những quỷ thần kia còn đang ở trong biển nghiệp, làm sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dẫu là vị chánh thần có đại oai lực, thì oai lực của vị ấy sánh với oai lực của Phật Bồ Tát, khác nào lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, đấy chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết. Lại nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật, lẽ ra phải nên kiên giết cứu mạng, yêu tiếc sanh mạng loài vật, chớ thuận theo tri kiến thế tục, cho là phải cung phụng miếng ngon vật lạ cho cha mẹ mới là hiếu. Những kẻ chưa nghe được Phật pháp, đó chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng như vậy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe biết Phật pháp, lại giết cha mẹ thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại, cũng như để ma chay cúng dỗ vân vân, thì chẳng những không phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Vì vậy những bậc thông đạt do nghe được chân thật nghĩa đế của Phật pháp, bèn chẳng chịu hành theo những pháp quyền biến của thế gian, bởi những pháp quyền biến ấy đều là thuận theo tình kiến mê muội của thế tục mà lập, chứ không phải là đạo thấy thông suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Nếu muốn hiểu sâu hơn, hãy đọc những bài văn khuyên kiên giết trong bộ văn sao, và bài phổ khuyến giới sát vạn kiếp văn, văn khuyên khắp mọi người kiên giết để vãn hồi kiếp vận, trong bộ Quán Âm Tụng, ắt sẽ tự biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Biết quý vị nghe Tổ sư Ấn Quang trả lời những cái lá thư
trong tâm của Giác Nhàn cảm giác thấy bộ văn sao này thực sự nếu mà mình phổ biến rất là nhiều người được lợi lạc. Những ngôn từ trong này rất là đơn giản, thực tế. Nhiều người nói ngài đáng lẽ là coi Đại Tạng Kinh rồi và học rộng, hiểu nhiều, phải nói những chuyện gì cao siêu, hiền diệu không? Ngài nói không. Tôi nói về là luân thường, hiếu đễ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, cần kiệm, ôn cung, chân thành, cung kính, cách vật, trí chi. Nói những điều đơn giản mà người ta làm chưa được. Có một lần tôi đi đến một cái nơi đó giảng, có một vị đó ngồi trên xe nghe chứ không có vô trong cái hội trường. Khi nghe xong rồi nói với mọi người là bữa nay Ngài Ấn Quang nói với chuyện gì thấp quá, không nói những chuyện gì lý tánh cao siêu. Cho nên Quang một mực giữ cái lòng kiên định, ông đi đường ông, tôi dĩ chí tôi, không thay đổi. Nói những điều đơn giản mà người đó làm được thì cái công đức thuyết pháp của người này thù thắng. Còn nói những cái gì cao siêu mình hiểu biết được, làm mình làm cũng không được, những người khác làm không được, thì dẫu cho hay cỡ nào đi nữa, hoa trời rơi rụng, nhiều người thán phục, thì thực sự không hữu ích. Cho nên mấy anh em kinh nghiệm chỗ này, lỡ về sau mỗi người một cái duyên để đi, mỗi người một cái nơi, quý thầy đến nơi đó cứ y theo văn sao Ấn Tổ, nói những điều gì thấp nhất, là luân thường, là bổn phận, là cách vật, là trí chi, là chánh tâm, là thành ý, là tu thân, là tề gia, vậy mà người này lại trị quốc bình thiên hạ được đó. Không đơn giản đâu à. Các vị Bồ Tát là thượng thượng, nói những chuyện hạ hạ mà chúng sanh phàm phu làm được. Còn mình hạ hạ hay nói những cái chuyện thượng thượng, chúng sanh làm không được, không có hữu ích, không thực tế. Điều này là cái bộ văn sao chúng tôi tâm đắc. Bởi vì mình cũng dốt dốt, ngu ngu, quê quê, hai lúa, cho nên mình ra thôi học bộ văn sao cho yên tâm. Theo cái bộ sách này bao lâu? 10 năm đèn sách, 20 năm suốt cả cuộc đời áp dụng. Áp dụng làm sao giống như là mỗi lần mà ông Vô Tình Ý, ổng vừa khởi niệm ra là táo thần xuất hiện. Phải vậy. Vừa bị trục trặc trở ngại thì trong mộng hoặc vô hình chung mình hiểu ra văn sao giải quyết cho mình được. Phải học như vậy. Cho nên trong cái việc hồi nãy thầy Minh có đọc cái lá thư đó, lá thư sau đó là gia đình của họ bệnh hoạn quá. Ngài nói Giới Hiền là một vị mà coi như là pháp sư lỗi lạc trong cái thời nước Ấn Độ mà đang ở tại nơi cái trường Nalanda đó, mà bệnh khổ mà muốn tự tử chết, gặp ba vị Bồ Tát đến để điểm hóa. Ghê không? Không nhìn thấy cái nghiệp nhân của quá khứ vô lượng đời kiếp trước mình đã tạo, cái khổ nhân không thấy, giờ gặp khổ quả chịu không nổi đời chết. Cho nên thành ra là cái việc mà khổ nhân mà hôm nay chúng tôi mong mỏi những người có mặt ở đây cố gắng làm sao khuyến hóa gia đình của mình, và người mà chưa ăn chay trường được thì phải bằng mọi giá phải ăn chay trường. Đây là một cái khổ nhân để đi đến cái khổ quả, đó là bệnh hoạn, sanh già bệnh chết. Chết là nó chết, nhiều lúc họ chết rồi những cái khổ đó đi vô cái cảnh giới khác mình không biết làm sao, họ nghĩ là hết, chứ thực sự có những người khổ đi vô cảnh giới, thí dụ cảnh giới người mà làm súc sanh là càng khổ nữa, đúng không? Nhưng mà cái bệnh đó, nó hành hạ mình là cái gì này, cái khổ khốc liệt nhất. Nhưng Ấn Tổ nói có hai cái khổ. Cái khổ cuối cùng là ngũ ấm sĩ thành khổ, là cái khổ này là tổng cương lĩnh cho các khổ trong tám khổ. Và thêm cái khổ đó nữa là bệnh khổ. Thì hai cái khổ này là nó hành hạ con người kinh hoàng nhất. Thì muốn không có cái quả khổ mà bệnh đó, thì phải tránh cái khổ nhân là gì? Là đừng ăn thịt chúng sanh nữa. Mà có nhiều người họ ăn chay rồi,
Bây giờ không ăn thịt chúng sanh nữa, ăn ngay chay trường rồi mà họ vẫn còn bệnh khổ là lý do gì? Những năm trước, những tháng trước, những đời trước họ có sát sanh, ăn thịt chúng sanh, bây giờ họ phải chịu nhận cái quả khổ này đúng không ạ? Nhưng mà họ có bệnh khổ nhưng mà tâm họ không khổ. Họ niệm Phật, họ thấy an vui, họ hoan hỷ với cái bệnh này. Họ cảm ơn nhờ cái bệnh này mà họ được biết đến pháp môn niệm Phật, họ nguyện vãng sanh. Rồi từ từ họ thâm nhập, họ thấy cái thân này là giả, cái thân này không phải là thiệt nữa. Họ về bên Tây Phương Cực Lạc để họ lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái thân đó là tử ma chân kim, không có bệnh hoạn. Còn cái thân cổ cõi này là thân cổ gốc khổ mà. Cái thân để chịu khổ mà. Cái thân này là do gieo cái nhân khổ, bây giờ phải gặp quả khổ. Không có khổ là cái chuyện không bao giờ có. Cho nên có nhiều người chúng tôi cũng lo là thấy Hòa Thượng Tịnh Không tuổi về già, ngồi lên xe. Cái này có cái đoạn video có một phút mấy, ngày ho, ngày cầm cái khăn. Có nhiều người không hiểu người ta sẽ nói làm sao. Sao mà có nhiều Phật tử người ta niệm Phật không bệnh không ho, người ta đi tự tại Hòa Thượng giảng rồi mà sao còn bị như vậy? Thì mình không nên nói như vậy. Giới hiền một vị luận sư, một vị pháp sư lỗi lạc mà còn bệnh mà muốn tự tử chết. Các vị Bồ Tát thị hiện thân khổ, chút bệnh khổ à. Cho nên chúng ta nhìn cái hiện tại thấy như vậy mà không biết đây là Bồ Tát để biểu pháp, coi chừng mình chê trách là bị trở ngại. Vậy cho nên thành ra là đừng có nhìn ra ngoài, đừng thấy lỗi người khác. Cứ chầm hâm nhìn thấy lỗi mình và hổ thẹn cùng cực, thì đây là cái nấc thang để tiến tu đạo nghiệp. Quý vị hiểu không ạ? Thưa quý vị, gần tiếng rưỡi, còn 5 phút nữa là 1 tiếng rưỡi. Hôm nay chúng tôi nhắc đến cái việc hơi thở một chút xíu. Chỗ này chỗ quan trọng. Hít thở ha. Mấy hôm trước sao mà nó tập trung vô coi cái bộ phim Vô Tình Ý Công, thở ít lại. Bởi vì khi chúng tôi tập trung một cái việc gì là hay để cái tâm vô trong đó và thở ít lại thì sáng ngủ dậy nó mệt. Nó lừ đừ. Phải tập xuống nguồn tôi trẻ rồi hít thở rất là sâu qua lễ Phật nhiều bắt đầu nó mới hồi phục lại được. Nhất là mỗi buổi sáng chúng tôi giảng. Chúng tôi lượng được cái sức mà mỗi buổi sáng mình giảng thì cái không khí mình hít vô phải một buổi sáng lại. Ví dụ mình giảng 1 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng rưỡi thì cả một buổi sáng phải hít, bắt đầu nó mới trở lại cái lượng oxy trong người mình nó quân bình. Vì vậy cho nên thành ra là nhiều lúc mình hao tổn mà mình không bồi lại, bù đắp lại cái hơi thở, cho nên con người mình nó cứ mệt, nó lừ đừ, nó khó chịu, nó không có sảng khoái. Tuy rằng khi nói chuyện xong là thấy sảng khoái thiệt, nhưng mà một chút xíu sau là thấy nó thiếu cái không khí trong người. Vì vậy cho nên thành ra cái hơi thở, cái vị bác sĩ tiến sĩ Ngô Mỹ Hà có nói đến cái chuyện hơi thở nó tư thế thở đúng, nếu cách thở của bạn không đúng, nhiều khả năng tư thế ngồi hoặc đứng của bạn cũng phải sửa. Tư thế không tốt trực tiếp liên quan đến cách thở không chính xác. Chỉ bằng cách hít thở sâu trong một thời gian ngắn, phổi của bạn sẽ tràn đầy không khí, dẫn đến xương sống bạn sẽ lập tức thẳng lên, ngực và vai mở ra phía sau và cho bạn một tư thế thẳng thắn và đẹp. Do đó bạn hoàn toàn có thể cải thiện được thái độ thông minh của hít thở. Tạo mối quan hệ tốt. Hơi thở sâu làm tăng sự sản sinh thần kinh trong não, làm tăng lượng hormone, tạo cảm giác dễ chịu với tâm trạng được cải thiện. Bạn thưởng thức cuộc sống một cách hạnh phúc. Các bài tập thở sâu giúp bạn bình tĩnh, ít nổi cáu và làm người bên cạnh bạn thoải mái. Khi gặp rắc rối, đừng phản ứng ngay mà hãy lùi lại và cố hít thở sâu. Bạn luôn luôn thông minh và ứng xử tốt hơn khi bình tĩnh. Hãy nhớ rằng nổi nóng với người bạn muốn gắn bó luôn luôn tình hình xấu đi. Cái vị bác sĩ này thực tập hơi thở thành công. Ví dụ mình đang bực bội ông chồng hoặc mình khó chịu mà cái gì đó, niệm Phật niệm không trôi, lúc này niệm sao mà nó cứ lại nhầy. Cái ý niệm mà bực bội nó mạnh quá,
cái giận hờn, cái sợ hãi nó mạnh quá, để vô câu Phật hiệu sao thấy nó không có ăn nhầm gì hết và nó không có chuyển được. Lúc đó khí lực trong người mình đã tổn thất hết rồi. Lúc này mày làm sao? Bèn hít sâu lại, giữ trong người một chút, thở ra khoảng 10 hơi. Thì lúc đó cái lượng oxy nó có trong con người mình rồi, những cái ý niệm mình buồn bực bắt đầu nó tan biến từ từ trong đó. Muốn giận, muốn khó chịu, muốn tấn công người khác, lúc này nó sẽ giảm đi rất mạnh. Lúc này bắt đầu mình niệm lên câu Phật hiệu, trong tâm 4 chữ A-di-đà Phật, còn không thì Quán Tham Bồ Tát niệm. Và giữ không được nữa thì mình tránh cái người đó ra, tránh cái hoàn cảnh ra, đi ra bên ngoài một chút, tản bộ, hít thở. Thì cái cách này là cái cách để mà làm cho lòng sân hận, lòng bực tức của mình nó nguội lạnh bớt. Thì mình thấy có kiến hiệu liền. Mà thường chúng ta khi bực tức khó chịu, đó là chúng ta phải làm sao cho nó thoải mái cái nội tiết tố trong não, là phải nói, là phải thể hiện ra mặt, phải làm sao để cho mình thoải mái, là thành thói quen. Chứ thực ra không phải là thoải mái. Khi làm như vậy rồi, đối phương của mình đang bị tổn thương, rồi tiếp đến là cái gì nữa? Tiếp đến nữa là cái suy nghĩ mình nó cứ dai dẳng làm cho người khác đau buồn hơn là mình đau buồn. Để ý coi, người khác họ đau buồn rồi mình thấy thoải mái phải không? Nhưng mà nó quay trở lại mình đau buồn hơn là tự thân. Thôi mình chịu đựng đi. Mà tự thân mình chịu đựng không nổi, chịu đựng không nổi với cơn giận đó, cơn bực tức đó. Nhớ lúc trước chúng tôi với thầy Hưng kể chuyện lúc còn nhỏ. Ông anh là ông Trực, ông mất rồi, biết nay có cô Mỹ ngồi đây. Hai anh em ở trên gác chạy xuống, chúng tôi chợt cái chân té lăn quay xuống dưới. Ông anh ông tưởng chúng tôi giỡn với thầy Hưng, ông lên ông quýnh bầm mình bầm bẫy luôn. Ông kêu không được giỡn nha, hai đứa nhỏ hay giỡn mà giỡn trên gác, xong rồi đi xuống chợt cái chân té lăn quay cùng 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 cùng. Ông lên ông quýnh, ông tưởng giỡn làm ồn ào quá, ông quýnh sưng mình sưng bẫy hết trơn. Trời, trong lòng nó bực tức, nó hận trong người, nó khó chịu ghê gớm. Mà lúc nhỏ mình đâu biết cách làm sao, hít thở không, niệm Phật làm sao đâu, khóc mà ngồi tức tử luôn, kêu sao mình khổ như vậy, khổ quá trời như vậy, mình đâu có giỡn đâu, mà cuối cùng sao bị ông anh ông quýnh dữ hết trời. Thì cái uất ức đó và trong cái ý niệm đó nó sanh ra cái nội tiết tố. Cái nội tiết tố là một cái loại chất liệu ở trong não, nó giữ trong đó rất là lâu để tan. Gặp những cảnh vui hoặc một thời gian, một hai ngày, một hai tháng, có những người họ cứ nhớ lại cái ý niệm đó, cái chuyện đã qua đó, thì cái nội tiết tố nó cứ tiết ra hoài, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà muốn cho tan nhanh nhất á, hít thở cho sâu, niệm câu Phật hiệu, lên lễ Phật, uống nước trong vô. Có nhiều người ngày nay nói con chịu không nổi với cái bực tức sân hận, có nhiều người họ tự giận họ chết. Vì vậy cho nên cái hơi thở giúp cho mình để nó tan đi những cái nội tiết tố trong cái tư tưởng làm cho mình khó chịu, hay cực kỳ hay luôn. Đây là một vị bác sĩ, họ nói khi mà hơi thở vào bên trong cơ thể của mình, cái lượng oxy nhiều thì cái axit trong người mình nó tan biến hết. Cái axit là những cái chất độc trong cơ thể mình, và những cái làm cho cơ thể mình dễ bệnh hoạn là cái hơi thở nó đem vào cái oxy, thì những cái mà axit đó nó sẽ tan rã ra và nó làm cho con người mình dễ chịu. Cho nên cái số người tươi trẻ họ nói nếu một người mà hàng ngày mà thường tập như vậy thì trong tâm của họ có nhiều cái sảng khoái. Mà hôm nay chúng tôi cảm giác thấy, nhất là buổi chiều công phu xong thì chúng tôi thường là công phu 2:30 đến 4:30, còn đại chúng thì dưới đó là 6:00 đến 8:00, đại chúng trên này đến 6:30 đến 8:30. Thì khi mà công phu buổi chiều chúng tôi lạy cho ra mồ hôi tới nơi luôn, xong rồi bắt đầu ra tập, xong rồi tắm một cái nó sảng khoái. Buổi chiều đi dạo xung quanh cái khu chuyên tu, nói thôi bây giờ ở đây thôi chứ không muốn đi đâu nữa hết, ở đây là thanh bình lắm rồi. Trong cái tuổi 50 bắt đầu 49-50 nó cũng già rồi, thôi ở đây dưỡng già đi. Trong lòng thực sự thấy cái cảnh mình tạo dựng lên, mà thực sự chúng tôi nói là nhờ đại chúng tạo cái cảnh này. Từ khi bắt đầu trì đại bi, đại chúng tu tinh tấn lên một cái là thay đổi, mua thêm đất làm rau, xung quanh cái cảnh đó thấy rất là thanh bình, không muốn đi đâu. Chỉ còn đi một chỗ duy nhất, đó là về Tây Phương Cực Lạc. Muốn đi không? Chuyện này không phải nói giỡn chơi đâu, chuyện này không phải nói chuyện đùa là mình mường tượng, cái chuyện này không có. Có về Tây Phương Cực Lạc, Hòa Thượng năm ngoái ngài nói thôi tôi về trước cho nên tôi đợi quý vị. Cái câu nói này ngài tự tại rồi mới nói được.
Chúng tôi thì mong để được về chứ không có biết năm nào để về. Đó là cái chuyện mà mình phải tự suy nghĩ mình phải làm gì. Cho nên có nhiều Phật tử người ta có gọi điện đến nhờ quý thầy nói mời chúng tôi đi giảng tỉnh này tỉnh nọ, nước này nước nọ. Chúng tôi nói thôi, già rồi không đi đâu. Tuổi thì 49 nhưng mà tuổi đạo 30 mấy năm chưa biết được ngày giờ vãng sanh. Phật chưa có xuống báo, chưa có một tín hiệu gì hết. Đây là cái điều mà mình phải nên phải làm gì, biết mình phải làm gì. Việc lớn chưa xong. Con người chúng ta sống trong cuộc sống, việc gì cũng tính hết trơn, việc gì cũng lo mong cho nó xong hết trơn. Cứ vợ vả gả chồng cho con cái, làm sự nghiệp, cái việc gì tính cho cũng muốn cho nó xong sớm, việc gì cũng tính để mong xong. Nhưng mà riêng một cái chuyện chết đi đâu, chết về Tây Phương Cực Lạc, không tính, không muốn cho nó xong. Đây là cái chuyện mà mình nguy hại đến với mình. Nếu không tính cái chuyện này, không chuẩn bị trước là sao? Thì lúc chết thì kêu cha gào mẹ, tay chân quíu quít, con cháu nó tới nó gây trở ngại, nó khóc lóc, nó làm chướng ngại cho mình. Cho nên thành ra là cái việc này thực sự mà chúng tôi muốn nói quý vị là cái việc mà về Tây Phương Cực Lạc là cái chuyện phải chuyển ác, phải đoạn ác tu thiện, phải đoạn tham sân si, phải dứt đi cái nghiệp sát trộm dâm dối, phải làm được điều thiện là thiện nhân đó để gặt thiện quả. Đó là phải bố thí cúng dường, làm phước tu thiện, rộng trồng âm đức, phát bồ đề tâm tu tịnh nghiệp để liễu sanh thoát tử, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhất định là trong đời này phải làm chuyện này, không có để đời sau nữa. Nếu đời sau mà mình kêu để là mình làm tăng xuất gia, nghe một ngộ trăm ngàn xuất gia còn tấm bé, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc làm người vua quan đi, tỷ phú đi, đây cũng đi vào đường quanh ngõ rẽ, không giải quyết được cái chuyện gì sanh tử đâu, vẫn là khổ đau thôi. Nên hiểu chỗ này. Khi mình hiểu được chỗ này rồi sao? Người giàu cũng phải lo niệm Phật. Bởi vì giàu có đâu thoát khỏi luân hồi đâu. Thông minh cũng phải lo niệm Phật. Bởi vì thông minh đâu cự nổi nghiệp lực đâu. Rồi nghèo khổ cũng niệm Phật. Nghèo khổ càng niệm Phật càng sướng nữa ha. Vậy là từng lớp nào cũng niệm Phật được không? Pháp này pháp môn tâm căn phổ bị, phàm thánh tề thông. Hôm nay gần như là chúng tôi thấy mọi Phật tử đi về thuê nhà trọ, rồi mua đất làm nhà vòng xung quanh bên này. Thực sự đại chúng tu mà đắc lực khoảng 10 năm nữa là xung quanh đầy cả một cái làng này họ tu, họ niệm Phật hết. Giống như là làng bên Đài Trung 500 ngàn người, họ lo, họ tu, họ vãng sanh hết. Và đó thì hôm nay thực sự mà nói thì mỗi chủ nhật quý vị về thì chúng tôi cũng có vài lời để chia sẻ. Nhưng mà phải thực chất là muốn đoạn ác tu thiện, muốn liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì Phật, Bồ Tát, các vị thiền hiểu chư thức đến giúp đỡ cho mình ngay. Sợ mình không muốn về thôi. Thì thưa quý vị, giờ đây chúng tôi tạm ngưng để ra phóng sanh rồi đại chúng thọ trai. Cái việc chúng tôi cũng nhắc lại đó là bây giờ đến ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch là không có lễ gì cả. Chỉ có cái lễ đám giỗ cổ sư cô Liên Phương là ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch. Thì lúc đó chúng tôi mới phát cái thẻ để quý vị về lễ viếng Quan Âm 19 tháng 6 âm lịch đó. Thì lễ viếng Quan Âm thì chỉ có 800 người thôi. Cho nên hôm bữa đó mới là phát thẻ, và ai không có thẻ là không có được vào. Bởi vì nếu mà đông quá thì ở đây không có chỗ, và bãi xe không có chỗ, và đậu về đường cao tốc là trở ngại ngay. Năm 2010 là đã trở ngại rồi, mới xuống Đại Tùng Lâm 2011 đó, trở ngại. Vậy là mong những người mà không có thẻ thì lại trực tiếp qua mạng tại nhà của mình, được không? Được. Bữa nay có đường truyền trực tiếp quá chừng khỏe luôn. Mỗi buổi sáng thành thói quen rồi, chúng tôi giảng, chúng tôi cảm giác cái cảm xúc nó hoan hỷ. Và hầu như chúng tôi hôm nay gặp Phật tử và họ nhắn tin, ai cũng nghe trực tiếp được hết trên trang web vôlượngthọ.vn, trên YouTube. Họ nghe họ hoan hỷ và ở tại nhà mình tu. Đó là cái hướng của Ấn Tổ, là biến cái nhà mình trở thành đạo tràng. Và thân bằng quyến thuộc mình là pháp quyến, là người quyến thuộc của pháp môn tịnh độ, để tiễn đưa mình về Tây Phương Cực Lạc, được không? Được.
Nên là như vậy. Cho nên cái việc này chúng tôi cảm ơn Lão Ân Sư Phật Gia Thượng Tịnh Hạ Không cho chúng tôi một cái ý niệm về đạo tràng trên không trung. Nếu ở đây xây như Đại Tùng Lâm, xây như Phật Quang Sơn mấy chục ngàn mẫu đi, nếu mà sức đại chúng tu tốt thì cũng không có chỗ chứa đâu. Sự thật là vậy. Còn nếu mà mình đã hạn chế được cái chỗ mình ở và chỗ mình tu, ít càng tốt, 20 người càng hay. Mở đạo tràng trên không trung để cả gia đình họ tu. Đó, bây giờ hiện tại bên Úc nè, bên Thụy Điển nè, có người con gọi cho thầy Phổ nói có cha mẹ muốn về đây. Thầy Phổ nói trong tỉnh thất bây giờ không còn chỗ nữa, có quý thầy ở thôi. Bên ngoài có chỗ đất hoặc mua nhà hoặc là thuê nhà trọ, cô đã đồng ý cho cha mẹ về. Cho nên thành ra là cái việc mà hướng dẫn cha mẹ để tu tại nhà cũng như về đây, tương lai cổ cũng về đây để cổ tu, thì cái việc này chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Và vô trong này tu, ăn uống sinh hoạt, rồi về ngoài đó ngủ để đăng ký tạm trú thì hợp lý vô cùng luôn. Như thầy Thông thì lên đây không có muốn làm phiền ai thì cũng có cái nhà cho đó thầy tu ngon lành. Đến khi ăn cơm trưa, đến khi sinh hoạt thì trên này thầy lên thầy sinh hoạt y như đại chúng. Thì tự mình lo cho bản thân mình về chỗ ở, đỡ cho chúng tôi vô cùng không quý vị? Đỡ vô cùng. Thì chúng tôi nói quý vị về được mua cách đây 1 cây số, 2 cây số Đức Trọng hay gần gần đây gì đó, quý vị cứ mua vòng ở xung quanh đây. Nên tranh thủ mua đi cho vài bữa đất nó mắc lên đó. Không à? Lần lần cái người cần tiền thì họ đi chỗ khác, cái người cần tu thì họ về đây, đổi nhau đúng không ạ? Rồi họ ở đây họ tu, rồi họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lên trên này khí hậu Đà Lạt nó mát mát như Cực Lạc, hoan hỷ không? Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo là trong này là không có chỗ rồi. Bên ngoài thì có chỗ đó, quý vị về rồi quý vị cứ vô trong này ăn 3 bữa cơm thoải mái. Cơm không có sao hết trơn. Cơm chúng tôi nói quý thầy quý chú lấy rau sạch rồi mua rau về làm cho thiệt ngon cho Phật tử dùng, khỏi lấy tiền gì. Mà lâu lâu có 50 ngàn bỏ vô thùng cũng được. Còn nếu mà có 20-30 triệu cũng được, không sao. Không ép buộc, có nhiều cũng được, không có cũng xong. Mình thành một cái đại gia đình, mình ở đây ăn vui vô cùng. Yên tâm nhất là lúc mình yếu yếu là đưa vào trong phòng hộ niệm để tiễn đưa mình ra đi, con cái không quấy rầy, đúng không? Yên tâm vô cùng. Cái việc hôm nay thì thường phải mua chim để phóng sanh. Tuy rằng nó mắc hơn cá, nhưng mà bây giờ cá thả chỗ nào họ cũng câu và chỗ nào họ cũng dí, họ bắt hết trơn. Chạy hồ này cũng bị, đi hồ kia, cuối cùng không biết thả hồ nào. Mà ở dưới khu chuyên tu đào cái hồ rồi, nhưng mà cái hồ đó cũng còn nước xi măng với hai nó nhỏ, không có đủ lượng oxy lớn cho cá ở, cho nên thành ra cũng chưa thả được. Như hôm qua đó là phóng sanh thả chim, cho nên nói vậy để quý thầy biết mua chim để mình thả. Nó bay lên trời mình không biết là chút nữa nó có bị bắt hay không, mình thấy yên tâm. Chứ mình thả mình thấy người ta đang ngồi câu đó là mình không yên tâm. Cho nên cái việc thả phóng sanh đó là chuyện khó khăn vô cùng. Bỏ tiền ra mua cũng không phải là dễ, rồi đi thả tìm cái chỗ thả cũng khó khăn vô cùng. Và cái chuyện mà Ấn Tổ nói là kêu người họ là kiên giết và phát tâm ăn chay thì cái chuyện này dễ làm đúng không? Và cả cuộc đời họ làm được là quý vị biết cái lòng từ của họ không giết cỡ nào, tăng trưởng rất mạnh. Và cái chuyện vãng sanh đối với họ là cái chuyện có cơ hội rất lớn. Thôi giờ đợi chúng còn 15 phút nữa, 11 giờ chúng ta đứng dậy hồi hướng ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ hoại hương giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 nhuần năm Canh Tý.
Tại đình Đức Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày, chư vị Phật tử hôm nay về đây phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra mô, tất cả chúng sanh này đem về để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Tất cả chúng sanh này hôm nay quý vị bỏ tịnh tài ra mô đem về để phóng sanh được nghe chánh pháp, được nghe câu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, được quy tam bảo sám hối nghiệp chướng, quý vị được công đức pháp thấy là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được trí tuệ sáng suốt thông minh. Nâng lễ chiều hôm nay, con chim này bị cắt cổ nhỏ, lông chim xào nấu nước đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị làm thân xuất sanh loài chim là do trong nhiều đời nhiều kiếp, thân khẩu ý quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp tham sân si, nhất là nghiệp si mê, cho nên phải làm loài xuất sanh sống chết gửi trên giao thất làm thức ăn của con người. Vì vậy cho nên kinh Phạm vẫn dạy rằng người chết làm chim chết làm người chết làm dê chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Mày nay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn nhốt trong lòng nữa. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát tâm quy tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tâm Thiên Tấn Công Bất Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khiến Hóa Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Tiên Chơn Tiền tại chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới ca trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần vạn tác tự kỷ quyên trừ nội ngoài đàn địch đàn tràng sái khô mộng như tác dương sưng khi cái ban nhi thành tịnh độ sở vệ đạo nội ngoài trung gian vô trợ quế thánh phạm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu é tận quyên trừ phổ sai pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc như thí nghiệm chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, nam mô nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát, tiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô a di đà phật a di đà phật nam mô a di đà phật la ni đế tu bát đà gia ma tam đà bà gia ma ca la ni ca gia tăng bà đa bà gia số đa đa nam tọa nam mô tăng ni lợi đà hi mong na di đà phật ba la đà vô bằng a thầy dầm tấn bà tấn đa na ma mà dầm a bằng đà đầu đang điện na a bà lo e lo ca đế ca na đế di e đề ma a bồ đề tâm đà tấn bà ma la 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 ma e ma e ma a bằng đà gia đế đà 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 đi 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 tấn bằng đà gia gia đà gia đà hòa ma bằng ba đà một đề lệ e e tấn na tấn na la sam bằng đà sa lợi bà sa bà sam bằng đà sa gia lo lo ma ra đề tấn đề đô 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 bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đế đề gia na na cẩn đề đề sẵn ni na ba gia ma na ta bà ha tấn đà gia ta bà ha ma ha tấn đà gia ta bà ha tấn đà vô nghề tấn bà đà gia ta bà ha đà na na ta bà ha tấn đà na na bồ đề gia ta bà ha ta bà ha tấn đà gia ta bà ha gia kiết ra tấn đà gia ta bà ha ba đà ma hi tấn đà gia ta bà ha na ra cẩn đề bằng đà ra gia ta bà ha đa năng đa na đa dạ dạ na ma đề dạ bà la yến đa dấu bà đa dạ na bà ha an tâm điện đô bà đa na bà đa dạ na bà ha an tâm điện đô bà đa na bà đa dạ na bà ha an tâm điện đô bà đa na bà đa dạ ta bà ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo đến sau cùng nghĩ thế chi niệm và di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bát tối để độ tam chúng sanh. Nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô tịnh độ phẩm bồ tát, nam mô bồ tát ma ha tát. Chúng sanh này có bao nhiêu lắm tai nghe lấy những điều dạy đang các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang năm sống đọa này.
Long vậy sừng có đỡ được đâu, dù là bay trước làm sau lưới bay tay móng cắn con. Còn hơi ương đòn lưng đó dù kêu có ai thương hồn còn vẫn quát nấu ra sau nồi hương thần chết nay ngươi cầm chắc mây sao giờ các vị thiện nhanh cứu cho ngươi được có thân. Hồi đầu quy vật xong dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thanh tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y vật lượng tốt trung tâm này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục trung tâm. Hôm nay các vị quy y tăng chúng trung tâm này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y vật công đoàn địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp công đoàn hạ quỷ này các loài chúng sanh. Con gọi bằng sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sanh si từ thân biển ấy mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sanh thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai quy bạc lễ a di đà phật ở phương tây thế giới âm lành con nay xin phát nguyện bản sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô Đà Phật nam mô A Di 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 Đà Phật nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Quan Thế nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát phóng sanh công đức tu thắng hạnh vô biên thắng vương Bồ nguyện pháp giới chư chúng sanh tâm quang vô lượng quang bằng sáng nguyện tiêu tan chương chư biên đáo nguyện tan duy hệ chấn minh liệu bồ nguyện đổi chướng đất tiêu trừ Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cư vấn liên hoa vi phù mẫu hoa cai kim phật bồ vô sanh vấn tôi Bồ Tát nguyện di tử công đức vô cùng mơ những tiếng ngà đàn giữ chúng sanh giai cùng thành Phật đạo từ quy Phật xin nguyện chúng sanh na thể theo đạo cả phát lâm vô thượng từ quy Phật xin nguyện chúng sanh na nhập kinh tạng ở đi hay như biển na từ quy tâm na xin nguyện chúng sanh tâm ly đại chúng na tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.